tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 526, có muốn ký kết khí ước với ta, trở thành. Sở sở tiến vào lối đi số 5, trên đường đi cô vẫn luôn duy trì cảnh giác. Theo cô đi vào càng lúc càng sâu thì không biết tự lúc nào, bên trong con đường số 5 này đột nhiên có xương bốc ra, chẳng hề chứa bất kỳ linh lực nào, cũng không mang theo độc tố gì cả. Nhưng xương càng bình thường thì càng phải chú ý hơn mới được, Bản thân chuyện xương bình thường xuất hiện ở trong lục tu tôn giả chi mộ đã là chuyện rất đối quỷ dị rồi. Xương mù dày đặc như vậy, là thể chất thuộc tính thủy. Hơn nữa xem ra, còn là thuộc tính thủy đơn thuần rất khó gặp. Một con mắt do ngọc thạch biến thành lặng lẽ đi theo sau lưng Sở Sở, giữ nguyên khoảng cách nhất định với Sở Sở, không khiến cho cô phát hiện ra. Đó là con mắt của tứ tu tách rời ra. Sở Sở tiếp tục bước về phía trước thêm một đoạn đường. Sau đó lỗi đi số 5 đột nhiên xảy ra biến hóa. Bốn đạo thân ảnh tản ra yêu khí chặn ở trước mặt của Sở Sở, bốn đạo thân ảnh này có hình dạng nửa người nửa thú, thực lực nằm khoảng nằm ở cảnh giới Trừng khí Hải Đan Điền nhị phẩm, so với cảnh giới của Sở Sở bây giờ thì thấp hơn hai tiểu cảnh giới. Sở Sở đưa tay đặt lên đoàn kiếm ở trên đùi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bốn con yêu loại nửa người nửa thú ở trước mặt. Gào, đám yêu loại nửa người nửa thú kia gào lên hung tợn sau đó xông lên trong mắt chúng nó hằn đầy tơ máu không có lý trí tựa như một bầy dã thú sở sở hít sâu vào một hơi đoàn kiếm rời vỏ đồng thời cô lẩm bẩm với thanh âm chỉ có mỗi mình mình nghe thấy đời này của ta chỉ đúc một kiếm lời vừa dứt thì đoàn kiếm trong tay của cô phát ra tiếng kêu ong ong đoàn kiếm chém ra thì triển kiếm quyết thần bí nọ một kiếm chém ra chứa đựng 72 loại biến ảo khác nhau khiến cho kẻ thù khó lòng đề phòng được Bốn con bán thú nhân không có lý trí kia căn bản không thể nào ngăn cản nổi kiếm pháp cỡ này. Chỉ một chiêu thôi, trong mắt chúng nó ánh lên đầy kiếm quang, kiếm quang trực tiếp cắm vào trong não của chúng, cắt đứt toàn bộ sinh cơ. Ô ô đám yêu loại nửa người nửa thú đó phát ra tiếng rên rỉ, sau một khắc, thân thể của chúng nó đột nhiên tan biến, hóa thành xương mù, tan vào trong lớp xương mù dày đặt ở xung quanh. Sở sở cầm chặt đoàn kiếm giữ nguyên cảnh giác audio điện tử võ tấn bền. Thật lâu sau, sau khi xác định không còn yêu loại nào khác đang ẩn nấp thì sở sở mới thu hồi đoàn kiếm lại. Lúc này, cô cảm giác lồng ngực của mình ẩn ẩn truyền tới cảm giác đau đớn, mặc dù sau khi bôi xong hai loại dược cao của dược sư đưa cho, thương thế của cô đã gần khỏi hẳn. Nhưng vẫn còn lưu lại chút di chứng sau khi bị tên kình bát kia xiết gãy xương cốt, mỗi lần cử động mạnh thì sở sở vẫn sẽ cảm giác lồng ngực của mình hơi nhói đau sau khi thu hồi đoàn kiếm, sở sở tiếp tục đi tới trước. Sương mù ngày càng dày hơn, lần này, ở trong màn sương lại có thêm một phần năng lượng kỳ lạ khó tả. Sở sở ngưng tụ chân khí tập trung vào hai mắt rồi mà chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách trong phạm vi chừng 10 thước mà thôi. Cô lại càng cẩn thận hơn trong mỗi bước đi. Sau khi đi thêm chừng 50 mét, phía trước lại xuất hiện bán thú nhân cản đường, lần này số lượng biến thành 10 con, cảnh giới cũng vào tầm nhị phẩm như cũ, vừa xuất hiện đã gầm lên rồi nhào về phía sở sở. Sở sở bình tĩnh ra tay, thi triển kiếm quyết thần bí nọ, xử lý 10 con bán thú nhân này. Sau đó, cô lại đi thêm chừng 650 mét, phía trước lại xuất hiện thêm một đống bán thú nhân cản đường. Sở sở lại ra tay thêm lần nữa, dễ dàng xử lý toàn bộ đám bán thú nhân nọ. Tình cảnh này lặp lại chừng 10 lần. Sở sở đã giết 10 đợt bán thú nhân, đợt sau số lượng lại nhiều hơn đợt trước sẽ không phải cứ kéo dài mãi như vậy đấy chứ sở sở nghĩ thầm trong lúc cô đang nghĩ thế thì đột nhiên chưa ức mắt cô sáng rỡ lên ngay sau đó cô đã rời khỏi lối đi tràn ngập sương mù nọ sau đó xuất hiện trước một ngôi mộ một ngôi mộ bằng đá rất đơn sơ không hề được trang trí hoa lệ gì thoạt nhìn là một ngôi mộ do vị tu sĩ cường đại nào đó dùng pháp lực trực tiếp móc rỗng một khối đá lớn mà làm thành ở giữa ngôi mộ có đặt một quan tài được đúc từ vàng ròng thế này là xem như đã đến nơi sâu nhất trong lục tu tôn giả chi mộ ư sở sở lẩm bẩm đơn giản như thế thôi sao sau khi suy tư một lát sở sở bước một bước lên ngôi mộ nọ lúc này cô cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ bấm đi đồng thời chân khí trong đan điền của cô cũng được tăng vọt cô vốn đang ở cảnh giới long trào đan điền thứ ba của nhị phẩm nay lại được tăng vọt lên một tiểu cảnh giới chân khí tăng vọt trong cơ thể xông thẳng lên mở luôn đan điền thứ tư trong cơ thể là long khu đan điền. So với ba đan điền trước, gian khổ tích góp những 4-5 năm mới có thể đột phá được, cái cảnh giới đan điền thứ tư này tăng lên quả thực sung sướng và nhẹ nhàng khiến cho sở sở cô nương muốn khóc dòng. Cô chưa bao giờ ngờ rằng việc tăng lên một tiểu cảnh giới lại nhẹ nhàng như thế. Chuyến thám hiểm cổ mộ sung sướng như thế này, dù tham gia bao nhiêu lần cô cũng đồng ý. Trong lúc sở sở đang đắm chìm trong quá trình thăng cấp đầy hạnh phúc kia, thì cái quan tài bằng vàng nọ lại xảy ra biến hóa. Quan tài bằng vàng kia mở ra. Có một bóng người bị cuốn kín mít thành xác ướp bò ra khỏi quan tài. Lơ lửng giữa không chung, sau đó bay đến trước mặt sở sở. Phản ứng đầu tiên của sở sở chính là giơ tay túm lấy đoạn kiếm. Thế nhưng, cô đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể cử động được, ngay cả một ngón tay cũng không thể nào cục cựa được, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cái xác ướp trong quan tài bằng vàng nọ bay tới trước mặt cô, thân ảnh kia vươn tay ra, vạch mắt của sở sở ra để xem trong mắt của cô, sau đó lại nhéo mũi cô, còn banh miệng cô ra để xem cả lưỡi nữa. Cái khỉ gì đây? Gớm quá đi mất. Thân ảnh kia xem trong mắt, mũi, miệng, lưỡi, lỗ tai của sở sở xong thì lại cầm tay của sở sở lên, xem kỹ lòng bàn tay của cô. Sau khi xem xong, thân ảnh kia lại ném sở sở lăn quay ra đất, sau đó cởi giày của cô ra, kéo đôi tất quảng đi. Sau đó nó nắm bàn chân của cô lên để nhìn cả vân chân. Sở sở cảm giác xấu hổ muốn chết. Sau khi xem chân của sở sở xong, đạo thân ảnh đó lại lui về bên cạnh cỗ quan tài màu vàng, lấy một cái mai rùa ra khỏi quan tài, nhét ba đồng xu vào trong. Sau khi dừng lại một lát, hình như do đạo thân ảnh kia cảm giác số lượng đồng xu không đủ, nên lại nhét thêm 5 đồng vào, cho đủ con số 8 may mắn sở sở thầm nghĩ, ơ hay người này định xem bói sao? Quả thật là đang xem bói. Chỉ thấy thân ảnh của xác ướp nó có tay búng một cái, bắn rất nhiều phù văn vào trong cái mai rùa nọ, trong đó bao gồm cả tướng mặt, chỉ tay chỉ chân của sở sở vào cùng luôn. Đầy đủ thông tin về sở sở. Sau khi bắn vào xong thì mai rùa sáng lên, nó bay đến giữa không chung rồi xoay tròn. Sau khi xoay đủ 8 vòng, mai rùa bắn 8 đồng tiền kia ra như tiên nữ rắc hoa đồng tiền xếp thành một vòng tròn trên mặt đất. Thân ảnh kia nhìn tám đồng tiền trên mặt đất rồi suy tư một lúc. Lát sau, thân ảnh kia lại bay tới trước mặt sở sở lần nữa, trịnh trọng nói, tiểu cô nương, ta thấy cô cốt cách kinh kỳ, hơn nữa đôi chân cũng rất đẹp. Có muốn cân nhắc chuyện ký kết khế ước với ta, trở thành. Chấm chấm. Bên khác, trong lối đi số một. Lý âm trúc ngáp dài đi trong lối đi số một, đi hoài đi mãi, trong lối đi bắt đầu có tuyết rơi. Tuy nhiên lại có tuyết rơi, đây là thuộc tính băng biến dị từ thuộc tính thủy hệ đây mà, là một loại thuộc tính cực kỳ hiếm có. Chỉ là trạng thái của tiểu cô nương này không được tốt lắm. Một trong mắt của tứ tu bay lơ lửng sau lưng của lý âm trúc quan sát hành động của cô, cũng giống như sở sở, lý âm trúc cũng tiếp tục đi tới trong trận tuyết này. Đi được một lúc, lý âm trúc đột nhiên ngồi xổm xuống, cô con người lại thành một cục, kéo chặt quần áo trên người, không động đậy tí nào chính là hàn khí trong cơ thể phát tác, nên cô lại tiến vào trạng thái ngủ đông. chương 527, Đạo thống truyền thừa của lục tu tôn giả. Lý âm trúc, trong trạng thái ngủ đông thì cô ngủ đến là ngon. Trong mắt bằng bạch ngọc kia thở dài, nó lơ lửng bay đến chỗ Lý âm trúc. Sau đó, nó nhanh chóng biến hóa, hóa thành một bạch ngọc sư tử nho nhỏ. Rồi cắp lấy thân thể của Lý âm trúc rời khỏi lối đi số một này quay lại phía thuyền tiên nằm bên ngoài mộ cổ của lục tu tôn giả, xem ra lục tu tôn giả chi mộ và lý âm trúc không có duyên với nhau rồi bên trong một lối đi khác trong con đường mà ngư kiều kiều đã chọn thì lại có một cơn rông gió đầy sấm chấp trong một lối đi nhỏ xíu xiu thế này mà lại giăng kín sấm chấp bão bùng thế này khiến cho cô cũng không biết phải mắng gì cho đúng thực ra sấm chấp và mưa bão thế này chứng tỏ ngư kiều kiều có thể chất xong thuộc tính lôi thủy giao long từ nhỏ đã có thể hô phong hoán vũ Ngư Kiều Kiều có hai thuộc tính lôi, thủy cũng là chuyện bình thường. Cũng giống như Sở Sở, sau khi Ngư Kiều Kiều đi thêm một đoạn trong lối đi đầy mưa to sấm giật đó thì lại gặp phải kẻ thù cản lối. Bất quá thứ mà cô gặp phải không phải là bán thú nhân, mà là tu sĩ ma đạo mắt mang theo vẻ tàn nhẫn khôn cùng. Trình độ của những tu sĩ ma đạo này ở chừng vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên tứ phẩm, chỉ luận cảnh giới thôi thì xem xem với Ngư Kiều Kiều nhưng ngư kiều kiều là bán ngư nhân đã trải qua ngư dược long môn để hóa thành, sức chiến đấu thật sự của cô cao hơn mấy tu sĩ cùng đẳng cấp một đoạn. Bốn tu sĩ ma đạo nọ nhanh chóng bị ngư kiều kiều đánh nằm thẳng cẳng. Tu sĩ ma đạo bị giết chết lại tiêu tán một cách quỷ dị, hóa thành một phần của cơn bão. Cơn bão lại càng dữ dội hơn, triệt để răng kín tầm mắt của người ta. Cũng giống như những gì sở sở đã gặp phải, phạm vi tầm nhìn của ngư kiều kiều chỉ còn lại không tới 10 mét cô lại tiếp tục đi về phía trước thêm 50 mét nữa, sau đó thì lại gặp được đợt tu sĩ ma đạo tiếp theo. Ngư Kiều Kiều như có điều suy nghĩ. Sau khi giết xong đợt tu sĩ ma đạo thứ hai, cô quyết đoán xoay người lại, lùi về cửa vào của lối đi. Nhưng khi cô vừa lùi lại 50 mét thì đợt tu sĩ ma đạo thứ ba đã đứng đó sẵn để chờ cô. Mặc kệ là đi tới hay lùi lại thì đều bị kẻ địch chặn đường, hơn nữa thực lực của kẻ thù về sau vẫn thấp hơn Ngư Kiều Kiều một chút thiệt cái tình, ngư kiều kiều lầm bẩm Cô đành phải quay ngược lại, tiếp tục đi sâu vào bên trong lối đi. Cũng giống như sở sở, sau khi đánh xong 10 lượt tu sĩ ma đạo, ngư kiều kiều cũng thuận lợi đi vào trong ngôi mộ đó. Lúc vừa mới bước vào cổ mộ thì người cô run lên bần bật. Không thể giữ hình thái nửa người nửa cá được, đành phải biến thành hình dạng giao ngư. Đồng thời, số lượng tiên thiên chân khí trong cơ thể của cô cũng tăng lên những một phần tư, triệt để củng cố được cảnh giới tứ phẩm. Không hổ là mộ của tôn giả, thoáng cái đã lấy được chỗ tốt lớn thế này, ngư kiều kiều nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía quan tài bằng vàng dòng ở trong ngôi mộ này. Lúc này, quan tài bằng vàng đó mở ra, có một đạo bay ra từ trong đó. Ngư kiều kiều ở cảnh giới tứ phẩm, nhưng khi đối mặt với đạo thân ảnh trong quan tài màu vàng kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn sở sở ở cảnh giới nhị phẩm. Cô cũng giống như bị chúng định thân thuật, không thể động đậy. Thân ảnh từ bên trong cố quan tài bằng vàng kia bay ra, sau đó tới bên cạnh ngư kiều kiều, bắt đầu kiểm tra toàn thân từ ngũ quan cho tới bốn cái móng vuốt của cô. Sau đó, thân ảnh kia lại móc cái mai rùa ra, nhét tám đồng xu vào. Mai rùa bay lên, đồng tiền văng ra, tạo thành trạng thái lộn xộn chẳng có quy tắc gì. Ơ, ờ, củ bói này đáng tiếc, xin lỗi nhé tiểu nha đầu, xem ra ngươi không thích hợp với ta. Tuy rằng ngươi có hình thái nửa người nửa cá hai chân cũng đẹp lắm nhưng giữa hai ta chẳng có duyên gì cả. thân ảnh trong quan tài bằng vàng kia ra chiều tiếc núi, nói với ngư kiều kiều, ngư kiều kiều, nhưng cô cũng đừng có thất vọng, tuy rằng giữa hai ta không có duyên phận gì nhưng ta sẽ tặng cho ngươi một phần quà an ủi. nói xong, đạo thân ảnh kia lại quay về bên cạnh quan tài bằng vàng, mòi mòi móc móc một lúc lấy ra một khối bảo thạch, nguyệt quang thạch là thứ mà yêu tu thích nhất đấy chỉ cần đeo nó thì bất kỳ lúc nào cũng có thể hưởng thụ khoái cảm tựa như đang tu luyện dưới ánh trăng. Khối nguyệt quang thạch này còn được chừng một nửa năng lượng, cũng đủ cho ngươi dùng hơn 10 năm đấy. Thân ảnh kia giao nguyệt quang thạch lại cho Ngư Kiều Kiều, sau đó lại giơ tay ra vỗ nhẹ lên người cô. Toàn thân Ngư Kiều Kiều bị bắn ra khỏi cổ mộ cái vèo như một mũi tên. Một lát sau, khi thân thể của cô dừng lại thì đã xuất hiện ở bên cạnh chiếc thuyền tiên nằm bên ngoài mộ cổ rồi. Ngư Kiều Kiều điều chỉnh trạng thái lại, sau đó nhanh chóng biến hóa thành trạng thái bán ngư nhân. Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa lục tu tôn giả chi mộ khổng lồ kia, nghĩ thầm, không có duyên á. Nói vậy thì lục tu tôn giả chi mộ này đang tìm kiếm người hữu duyên sao? Chẳng lẽ nó đang chọn người kế thừa đạo thống hay sao? Móc lửng. Thời đại thượng cổ, có rất nhiều tu sĩ cường đại toàn tâm toàn ý cắm đầu vào trong việc tu luyện. Trong núi chẳng nhớ năm tháng trôi qua mấy bận bởi vì mãi mê tu luyện, có rất nhiều cổ tu thuở sinh tiền quên cả việc thu nhận đệ tử. Hoặc là cảm thấy thu nhận đệ tử quá nỗi phiền phức, cho nên lười chẳng thèm nhận. Sau đó đột nhiên có một ngày, những cổ tu cường đại đó phát hiện thân thể của mình không ổn, thọ nguyên sắp tận, bản thân sắp tèo. Lúc này mấy cổ tu đó mới nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, muốn thu nhận một đệ tử, bồi dưỡng thành tài cũng chẳng còn kịp nữa hoặc là họ vẫn cho rằng nhận đệ tử phiền quá nên đến chết vẫn lười chẳng buồn thu nhưng việc truyền thừa đạo thống của tu sĩ lại cũng rất quan trọng đâu thể nào để cho đạo thống của mình bị đứt đoạn được thế cho nên một số cổ tu sẽ để đạo thống của mình lại ở trong mộ của chính mình đợi người hữu duyên tới đặng còn kế thừa đạo thống phát dương quang đại công pháp của mình đây chính là người có duyên với cổ mộ không biết trong số chúng ta ai là người may mắn trở thành người kế thừa đạo thống của cổ mộ này nữa đây chính là đạo thống của một vị tôn giả đấy." Ngư Kiều Kiều nghĩ thầm. Bên trong lối đi số 7, 5 phút trước, Tống Thư Hàng ngước nhìn phía trên đỉnh đầu của Minh, nơi đó có luồng điện lóe lên kêu lách tách, thi thoảng còn xẹt ra cả ánh lửa. Xem ra Tống Thư Hàng tiểu hữu có thể chất lôi, hỏa xong thuộc tính rồi. Bạch Ngọc sư tử tứ tu đi theo sau lưng Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Bởi vì Tống Thư Hàng là thành viên của nhóm Cửu Châu số 1, trước kia từng thiếu chút nữa có được một cái đạo hiệu là bá đạo tống tam, tuy rằng về sau đã được đổi thành bá đạo tống nhất. Cho nên Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu đặc biệt cẩn thận, đi theo sau lưng Tống Thư Hàng, tránh cho Tống Thư Hàng tự tìm đường chết như cuồng đao tam lãng, khiến bản thân mình thiếu chút nữa bỏ mạng. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào lôi điện với ánh lửa kia cả buổi trời, sau khi xác định mấy thứ này sẽ không đột nhiên giáng xuống đầu hắn thì hắn mới dám cất bước tiến vào chỗ sâu bên trong lối đi thứ bảy sau khi đi được một đoạn thì lập tức trông thấy bốn người đứng cản đường ở phía xa bốn người đang cản đường này rất quen thuộc với tống thư hàng toàn thân chúng được bọc kín trong một mảnh vải đen bên trên mọc ra một đám gai nhọn hoặc đây chính là chiến sĩ nhím biển vậy nên tống thư hàng không chút do dự rút đao nhào lên lúc hắn nhìn thấy đối phương thì đối phương cũng đã thấy hắn hơn nữa trên người tống thư hàng có ấn ký kẻ tàng sát nhím biển hắn và chiến sĩ nhím biển tựa như nước với lửa hai bên căn bản không có khả năng hòa giải. Nếu đã như vậy thì cứ thiên hạ thủ vi cường, chẳng sai đi đâu được. Bây giờ Tống Thư Hàng đã có cảnh giới Long Vĩ Đan Điền thứ hai của nhị phẩm rồi, trình độ của đám chiến sĩ nhím biển này thì đều là mới vào nhị phẩm, thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới. chương 528, muốn ký kết khí ước trở thành bát tu không? Tống Thư Hàng, bá vương toàn phong trảm. Hắn thi triển thân pháp, quân tử vạn lý hành, sau đó nhanh chóng chém một đao về phía tên chiến sĩ nhím biển đứng ngoài cùng bên phải. Miệng thì gào bá vương toàn phong chảm thế thôi, nhưng thứ đánh ra lại là hỏa diễm đao. Điểm này là học được từ đệ tử sở ra với đệ tử hư kiếm phái trong trận chiến đoạn tiên đài trước kia lúc giao chiến chính diện, gào to tên kỹ năng của mình thì có thể tăng mạnh khí thế của bản thân, khiến cho uy lực của chiêu thức tăng lên mấy phần. Nhưng nếu gào tên chiêu thức của mình ra như thế thì sẽ dễ dàng bị đối thủ phá giải. Cho nên, phần lớn tu sĩ trong lúc ra chiêu chiến đấu thì sẽ gào lên một cái tên nào đó nghe trâu bò một tí, thứ nhất là có thể gia tăng khí thế của mình, thứ hai là có thể đạt được mục đích che mắt người khác, thứ ba là nếu như tên tuyệt chiêu của mình nghe cùi bắp quá thì cũng tiện bề nhờ cái tên giỏm kia lấp liếm một chút. Tóm lại miệng thì gầm lên kiếm nhận phong bao, nhưng thứ dùng lại là dã man chàng kích, gặp phải đối thủ ngây thơ không rõ chân tướng thì có thể dễ dàng lừa hắn một vố. Nhưng rất đáng tiếc, Bốn tên chiến sĩ nhím biển đối diện thư hàng căn bản không để mình bị lừa. Hai mắt của chúng đỏ bừng lên, căn bản không hề có lý trí, nên lúc chiến đấu căn bản không cần dùng đầu óc suy nghĩ làm gì. Thấy Tống thư hàng chém một đao tới, tên chiến sĩ nhím biển đứng phía ngoài cùng bên phải lao lên hùng hục dùng lồng ngực của bản thân để ngăn cản một chiêu hỏa diễm đao kia, cũng giơ tay túm lấy bảo đao bá toái, muốn tạo ra cơ hội phản kích cho ba tên đồng bọn của mình. Đúng là phong cách chiến đấu của chiến sĩ nhím biển Tống Thư Hàng nghĩ thầm, đối mặt với tư thái liều mạng của đám chiến sĩ nhím biển này, hắn cũng không hề chùn tay. Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng rỡ lên, mỗi một hành động nhỏ nhất của đám chiến sĩ nhím biển kia đều rơi vào trong mắt của hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, động tác của bốn chiến sĩ nhím biển kia đập vào mắt hắn lại có cảm giác vô cùng chậm chạp, sơ hở răng kín khắp nơi. Động tác quá chậm, mấy động tác dư thừa trong lúc chiến đấu cũng nheo nữa không có then pháp phụ trợ, hoàn toàn chỉ dựa vào tốc độ bản năng. Đừng nói là bị 4 người bao vây, tình hình kiểu này thì dù có thêm 10 tên cũng không làm gì được ta. Trong quá trình mượn CPU của Diệt Phượng công tử để tăng cao trình độ lẫn thuần thục với võ học, tiện thể còn hưởng ké được rất nhiều kiến thức căn bản. Hơn nữa, hai ngày nay Tống thư hàng còn đang vùi đầu chiến đấu với một đám người khổng lồ nữa. Nhãn lực và kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đã được tăng lên rất nhiều. Đối mặt với kiểu chiến đấu dùng mạng đổi mạng của đám chiến sĩ nhím biển kia, Tống Thư Hàng lựa chọn kích hoạt cái hộ phù thanh phong gia tốc trên người. Thanh phong gia tốc. Một đạo thanh phong xoay tròn quanh người hắn, khiến cho tốc độ của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Đao quang lóe lên. Tên chiến sĩ nhím biển đứng ngoài cùng bên phải thậm chí còn không kịp giơ tay ra đỡ lấy thân đao thì đã bị ngọn lửa cuốn lấy thân thể, thần hình đều bị câu diệt. Cổ tay của Tống Thư Hàng lật nhẹ một cái, Trước khi đòn tấn công của ba tên chiến sĩ nhím biển khác đánh tới thì hắn đã sớm vận sức chờ phát động long vũ thức trong nghịch lân đao pháp rồi. Đao khí hóa thành hình rồng, bay lượn bốc lên. Keng 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 keng. Toàn bộ công kích của ba tên chiến sĩ nhím biển kia đều bị long vũ thức cản lại toàn bộ. Bản thân ba tên chiến sĩ nhím biển cũng bị lực phản chấn của đao khí bắn văng ra, liên tục lùi lại phía sau. Sau khi bắn ba tên chiến sĩ nhím biển kia bay ra, Tống Thư Hàng không đuổi theo mà nhờ vào thanh phong gia tốc, nhanh chóng chạy vèo về phía chỗ sâu trong cổ mộ, không lãng phí thời gian để dây dưa với đám chiến sĩ nhím biển này. Tốc độ của thanh phong gia tốc cộng thêm, quân tử vạn lý hành, thoáng cái đã bỏ xa ba tên chiến sĩ nhím biển ở lại sau lưng. Cứ như thế, lúc Tống Thư Hàng vọt lên hơn 50 mét nữa thì hắn phát hiện phía trước lại có thêm chiến sĩ nhím biển đang chặn đường. Lần này là 10 con chiến sĩ nhím biển, con nào con nấy hai mắt đỏ ngầu, nhen anh múa vuốt nhìn chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Rào, Tống Thư Hàng há miệng gầm một tiếng, sư hống công cộng thêm năng lực thiên phú là huyện âm của hắn thì sau khi gầm lên, thân thể của 12 tên chiến sĩ nhím biển kia cứng đờ, bị sư hống công chặn đứng. Tống Thư Hàng nhân cơ hội nhảy lên thật cao, phóng ra đầu của 10 tên chiến sĩ nhím biển nọ, tác dụng tăng tốc của thanh phong gia tốc vẫn còn chưa biến mất, thế cho nên hắn lại tiếp tục lao thẳng về đích. Cứ như vậy, nhờ vào năng lực của huyễn âm cùng với sư hống công, thanh phong gia tốc cộng thêm, quân tử vạn lý hành, tống thư hàng một hơi chạy qua mặt năm lượt chiến sĩ nhím biển chặn đường. Khi hắn gặp phải lượt chiến sĩ nhím biển thứ 6 thì số lượng của đám chiến sĩ nhím biển cản đường cũng phải cao tới 20 người, đây cũng không phải con số mà nhảy một cái là vượt qua được. Hơn nữa, lúc này hiệu quả của thanh phong gia tốc trên người tống thư hàng đã tản đi. Xem ra phải đánh một trận rồi, Tống Thư Hàng nói. 20 tên chiến sĩ nhím biển mới bước vào cảnh giới nhị phẩm, cho dù đều ở trong trạng thái điên cuồng thì chỉ riêng bản năng chiến đấu thôi, không cần dùng tới bất kỳ thân pháp, công pháp, phó kỹ gì, đối phó cũng chẳng hề dễ dàng. Vậy cho nên, Tống Thư Hàng vói tay vào trong túi tiền, muốn nhờ vào uy lực của kiếm phù để càn quét 20 tên chiến sĩ nhím biển này. Trong lúc Tống Thư Hàng đang định đánh một trận thì phía sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm điên cuồng và tiếng hét tức giận. Năm đợt chiến sĩ nhím biển bị hắn vượt qua lúc trước bây giờ đã tụ lại một chỗ, biến thành một đội quân chiến sĩ nhím biển, đang chạy như điên về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, cư nhiên đã chạy tới hết rồi sao, thiệt cái tình. Bị người ta vượt qua rồi mà không chịu ngoan ngoãn đứng im ở chỗ cũ là sao chứ? Tống Thư Hàng nói thầm, sau đó, hắn quyết đoán móc kiếm phủ ra, kích hoạt nó. Thế nhưng sau khi tống thư hàng hoàn thành quá trình kích hoạt kiếm phù xong thì kiếm phù lại bị kẹt đạn không hề bắn ra kiếm khí chuyện gì thế này không phải là đúng lúc vớ phải sản phẩm thất bại của phủ chủ thất sinh phù đấy chứ tống thư hàng dùng tốc độ nhanh nhất đổi một lá kiếm phù khác chuẩn bị kích hoạt nó thêm lần nữa nhưng lá kiếm phù thứ hai vẫn bị tịt ngòi như cũ không phải là do bản thân kiếm phù chẳng lẽ ở bên trong lục tu tôn giả chi mộ này thì không thể nào dùng được phù bảo sao Tống thư hàng đoán đúng rồi. Trước đây thật lâu, có một vị đạo hữu tên Cuồng Đao Tam Lãng gì đó đi thăm dò Ngũ Tu Chân Quân Chi Mộ, cầm theo một lá bảo phù cường đại vô. Cuối cùng, trong lúc tình cờ, Cuồng Đao Tam Lãng đạo hữu mượn nhờ phù bảo cường đại nọ, thiếu chút nữa cho nổ tung Ngũ Tu Chân Quân Chi Mộ năm đó. Ngay cả bản thân Cuồng Đao Tam Lãng thiếu chút nữa cũng bị nổ banh xác. Thế nên, ở trong lục tu tôn giả chi mộ này, có thêm một cái trận pháp dùng để áp chế phù bảo Chấm. Tống Thư Hàng đành phải cất phù bảo lại túi, cầm chặt bảo đao bá toái, biết sớm như thế thì đã gặp đợt nào xử đợt đó rồi. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn thời gian để mà hối hận là được. Quân đoàn chiến sĩ nhím biển gầm lên, điên cuồng nhào về phía Tống Thư Hàng. Móng vuốt, hàm răng, gai nhọn, mỗi một bộ phận trên thân thể của chúng đều có thể hóa thành vũ khí cường đại. Nghịch Lân đao pháp, Long toàn thức. Đao khí biến thành long lân, hoàn toàn bao vây Tống Thư Hàng. Tuy rằng số lượng chiến sĩ nhím biển hơi nhiều thật, nhưng số lượng có thể tấn công Tống Thư Hàng cùng một lúc cũng có hạn. Còn công kích đánh được về phía thần. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cũng bắt đầu phản kích. Kim cương bản bản quyền pháp, hỏa diễm đao, sư tử hống, còn có cả cương thủ mà ngày hôm qua hắn mới học được chút ít đều bị thi triển ra hết. Sau khi khổ chiến một trận, Tống Thư Hàng vất vả lắm mới giải quyết xong toàn bộ chiến sĩ nhím biển kia. Trạng thái của đám chiến sĩ nhím biển này không đúng lắm, hai mắt ngập tràn tơ máu, không hề biết phối hợp với nhau. Chỉ biết dựa vào bản năng để tấn công, tuy rằng có được cảnh giới cấp bậc nhị phẩm, nhưng sức chiến đấu mà bọn chúng thật sự phát huy ra được chỉ e là còn không bằng một tu sĩ ba bốn khiếu của nhất phẩm nữa. Cho nên tuy rằng số lượng có nhiều thật, nhưng vẫn bị tống thư hàng giết sạch sẽ. Mà sau khi giải quyết xong đám chiến sĩ nhím biển kia thì hoàn toàn không có thi thể để lại, chúng biến thành hỏa diễm và lôi điện bay lên cao, hóa thành một phần của lôi hỏa phía trên lối đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi điện và ánh lửa trên đầu quả nhiên ca ý đám chiến sĩ nhím biển ban nãy không phải là vật sống, mà là do lục tu tôn giả chi mộ này dùng cách đặc biệt nào đó để mô phỏng ra thôi. Chẳng lẽ chiến đấu với đám chiến sĩ nhím biển này thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt gì à? Thôi kệ đi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì, trước tiên phải đi hết cái lối đi số 7 này cái đã nói không chừng sau khi tiến vào trong chỗ sâu nhất thì sẽ lấy được đáp án nào đó. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng tiếp tục đi vào sâu bên trong. Lần này, hắn cũng thành thật qua từng ải từng ải, gặp đợt chiến sĩ nhím biển nào thì xử lý đợt đó. Sau khi giải quyết xong 10 lượt chiến sĩ nhím biển thì Tống Thư Hàng cũng bước vào trong thạch thất có chứa lục tu tôn giả chi mộ kia. Thạch thất khổng lồ vô cùng đơn sơ cùng với chiếc quan tài được đúc bằng vàng. Hơn nữa, ngay khi Tống Thư Hàng bước vào trong thạch thất thì lập tức cảm giác chân khí trong cơ thể của mình được tăng vọt. Là bẫy sao? Không, không phải là bẫy, đây là phúc lợi sau khi qua được lối đi kia. Nhưng cái phúc lợi này tới không đúng lúc tí nào cả. Suối quẩy quá đi mất. Trong lòng Tống Thư Hàng chua xót nghẹn ngào, hắn đã trải qua Thái Sơn phong ấn pháp, sau đó lại phải chiến đấu tròn hai ngày với 100 người khổng lồ kia, vất vả lắm mới tăng thể chất lên một đoạn, khiến cho chân khí trong khí hải đan điền không còn cảm giác như bị căng phình lên nữa nhưng nào ngờ hắn vừa mới giải trừ cái nguy cơ chân khí bạo thể xong thì lập tức gặp được kỳ ngộ khiến chân khí trong cơ thể tăng lên cái vèo đan điền khí hải lại ẩn ẩn phình lên đau nhói toàn thân giống như có thể phát nổ bất kỳ lúc nào khó chịu quá đau chết mất sắp nổ rồi không phải là ta sẽ bỏ mạng ở đây đấy chứ trong lúc suy tư thì cố quan tài bằng vàng trong thạch thất mở ra Thân ảnh xác ướp nọ cũng bỏ ra khỏi quan tài, bay tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt khi xác ướp này bay ra thì Tống Thư Hàng giống như bị chúng phải thuật định thân vậy, ngoại trừ con mắt ra thì toàn thân không thể cục cựa được chút xíu nào. Xác ướp bay tới bên cạnh Tống Thư Hàng, giờ tay bắt đầu lật mí mắt của hắn lên ngó nghiêng, nặn mũi, sờ tay, kéo miệng, lại còn cậy cả miệng của hắn ra xem lưỡi nữa. Sau khi xem xét ngũ quan xong, thân ảnh xác ướp nọ lại xem tay cho Tống Thư Hàng. Xem tay xong thì thân ảnh đó lại dựng ngược Tống Thư Hàng ra đắt, xách hai chân hắn lên, tháo giày hắn ra để xem cả bàn tay. Lúc này Tống Thư Hàng cảm thấy đặc biệt xấu hổ, lúc này hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sau khi xem chân xong, thân ảnh xác ướp nọ đột nhiên cảm thán mà rằng, chân cũng được lắm. Nhưng tiếc thay, sao lại là được dựa chứ? Tống Thư Hàng, nếu như ta mà là nữ thì bây giờ ta đã tố cáo ngươi tội quấy rối rồi nhá sau khi buông hai chân của tống thư hàng ra xác ướp đó lại bay về bên cạnh cái quan tài màu vàng nọ cầm cái mai rùa kia ra nhét tám đồng xu vào lại đánh mớ phù văn về thông tin mặt mày tay chân của tống thư hàng vào trong mai rùa mai rùa chuyển động xoay tròn mấy vòng cuối cùng rơi xuống mặt đất sau khi đồng tiền kia rơi xuống xếp thành hai hàng chỉnh tề mỗi bên bốn đồng đúng là một quẻ bói kỳ lạ thân ảnh xác ướp nọ nhìn chằm chằm vào quái tượng nọ cả buổi trời, rơi vào trạng thái trầm tư, sau đó mới giơ tay bấm thử. Một lúc sau, sạc ướp kia lại lướt về bên cạnh tống thư hàng, tiểu tử kia, tuy rằng ngươi là nam, nhưng ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, hơn nữa hình dạng đôi chân của ngươi không tồi. Khụ khụ, tống thư hàng, khụ, nói thế nào đây nhỉ, ta không thể tính rõ được duyên phận giữa ta và ngươi. Qua y tượng này một nửa là rất có duyên, một nửa khác là không hề có duyên. Nói thật, quái tượng kỳ lạ thế này, ta cũng không biết phải giải kiểu gì nữa. Thân ảnh xác ướp kia nói. Tống Thư Hàng, cái thứ quái tượng này có đáng tin không? Nói đến xem quẻ, Tống Thư Hàng lập tức nhớ ngay đến đồng quái tiên sư tiền bối trong nhóm cửu châu số một ai cũng bảo quẻ bói của đồng quái tiên sư phải xem ngược lại mới được. Nhưng lỡ như, đồng quái tiên sư cũng cho ra một đáp án hoàn toàn trái ngược với cái quái tượng này thì phải xem ngược kiểu gì đây? Nghĩ thôi cũng thấy hay ho rồi. Lúc này, xác ướp kia lại nói tiếp, thế này đi nhé tiểu tử, nể tình cặp giò của ngươi không tệ, chỉ bằng chúng ta ký kết khí ước, trở thành. Bát tu có được không? Nếu như có thể thì ngươi không cần phải nể mặt cặp giò của ta đâu, tống thư hàng bắt đầu khinh bỉ thầm trong bụng. Hơn nữa, ý tứ để lộ ra từ trong lời nói của xác ướp này khiến cho hắn để ý đến hai từ bát tu nọ. Ký kết khí ước, trở thành bát tu sao? Có ý gì đây? Trong đầu tống thư hàng lập tức nghĩ ra rất nhiều thứ Phân thân bạch ngọc sư tử tứ tu của thất tu tôn giả Trong nhóm cửu châu số một từng có tiền bối đi thăm dò mũ tu chân quân chi mộ Bây giờ bọn họ lại đang thăm dò lục tu tôn giả Lại còn cả thất tu tôn giả nữa Tống thư hàng ẩn ẩn đoán được một khả năng Chẳng lẽ tứ tu, ngô tu, lục tu, thất tu tôn giả đều đã từng ký kết khí ước với Người nào đó trở thành XXX tu sao Sau đó nếu như mình ký kết khế ước thì mình cũng có thể biến thành bát tu. Nhưng tại sao Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu lại biến thành phân thân của thất tu tôn giả chứ? Chấm. Lúc này, xác ướp kia lại giơ tay ra túm lấy mớ băng vải trên tay mình kéo thật mạnh xuống. Sau khi băng vải trên người của xác ước kia bị lột xuống hết thì lộ ra chân thân thật sự ở bên trong xác ước. Bên dưới lớp băng vải dày đó là một cô gái đầy yêu nhã. Cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tà váy xẻ lên giữa đùi, vừa gợi cảm lại yêu nhã. Trên váy được thêu vô số hình bươm bướm, hơn nữa mấy hình bươm bướm này cư nhiên đều có thể hoạt động, đang tung tăng bay múa trên chiếc váy đó. Cô gái này có một mái tóc dài tựa như vàng ròng, vô cùng lóa mắt. Lông mi, lông mày của cô cũng ánh lên màu vàng. Khi cô mở mắt ra, ngay cả đồng tử cũng là màu vàng. Tống Thư Hàng lập tức nhận ra cô đây đúng là cô gái tóc vàng vừa ra tay đã hạ gục 14 tu sĩ kim đan của tiểu đội thiên nham tán nhân và vô cực ma tông ở trước cửa động phủ của thất tu tôn giả. Lục tu tôn giả, Tống Thư Hàng bật thốt lên tiếng, lúc cô gái tóc vàng kia tháo lấp băng vải xuống thì hiệu quả của định thân thuật trên người hắn đã bị giải trừ. Chẳng lẽ cô gái này chính là lục tu tôn giả? Nhưng cô ấy vẫn còn sống mà, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh cường đại trên người cô ta, đây tuyệt đối không phải con dối, cương thi hay oán quỷ gì cả. Nếu đã còn sống thì tại sao lại xây nên một cái lục tu tôn giả chi mộ làm gì kia chứ, lại còn tự chôn mình ở trong quan tài màu vàng kia nữa chứ? Chẳng lẽ đây là sở thích cá nhân của cô ấy à? Đúng vậy, ta chính là lục tu, cô gái tóc vàng kia thản nhiên nói, ngoài ra, tuy rằng ta đã từng đạt đến cảnh giới tôn giả, nhưng bây giờ thực lực của ta bị hạn chế ở cảnh giới chân quân lục phẩm. Vậy tiểu tử này, người có hứng thú ký kết khí ước, trở thành bát tu không? chương 529, Đạo khí cửu tu Phượng Hoàng Đao Cô gái tóc vàng lục tu tôn giả kia đã từng đạt đến cảnh giới tôn giả thất phẩm, nhưng không biết lý do vì sao lại rớt xuống cảnh giới chân quân lục phẩm, cuối cùng còn xây lên cả lục tu tôn giả chi mộ cho chính bản thân mình, rồi chôn bản thân ở trong đó. Sau đó, lại do thất tu tôn giả đại biểu cho tứ tu, lục tu và các ích tu còn lại hành tẩu trên thế gian. Nói cách khác, nếu như lập khế ước trở thành bát tu thì tương lai một ngày nào đó mình cũng sẽ thay thế cho thất tu tôn giả. Lúc này, cô gái tóc vàng kia lại hỏi tiếp, sao hả, có muốn ký kết khế ước hay không? Tống thư hàng trả lời, lục tu tiền bối, ít nhất thì trước tiên ngài cũng phải giải thích cho ta biết bát tu kia là thế nào mới đúng chứ. Hắn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đây, thì sao mà dám ký kết khế ước bậy bạ được chứ? ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi vấn đề này mà, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Cô gái tóc vàng kia vói tay vào trong áo của mình moi moi một lúc, lấy ra một viên bảo thuật có cúa ấn ký pháp thuật. Đây là một thứ phát minh ra đời trước khi có máy chụp ảnh, tu sĩ dùng nó để ghi lại hình ảnh. Tìm được rồi, may mà ta còn giữ lại, tuy rằng hơi lâu đời rồi, nhưng vẫn còn xem được. Cô gái tóc vàng kia nói. Nói xong, lục tu mở viên bảo thạch pháp thuật kia ra, chiếu ra một bức ảnh cổ mộ. Nó cũng là một ngôi mộ bằng đá đơn sơ, nhưng quan tài trong ngôi mộ đó lại dùng bạc để tạo thành. Trong ngôi mộ đó có treo một tấm biển, bên trên viết Ngũ Tu Chân Quân chôn cất thân trong quá khứ ở nơi này. Là mộ của Ngũ Tu Chân Quân. Trong bức ảnh kia, cái nắp của quan tài từ từ dịch ra, có một đạo thân ảnh chui ra từ trong quan tài đó. Thân ảnh kia có nụ cười thản nhiên, trông rất đối bình dị gần gũi. Khi người trong quan tài xuất hiện thì Tống Thư Hàng lập tức bật thốt, dáng Trần Chân Quân. Đạo thân ảnh chui ra từ chiếc quan tài bằng bạc kia đúng là dáng Trần Chân Quân tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Tống Thư Hàng nhớ rõ dáng Trần Chân Quân là một vị tiền bối rất kiên nhẫn. Trước đây không lâu, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng nhau đánh huyết ma, chính là vị dáng Trần Chân Quân này đứng ở bên cạnh Tống Thư Hàng, giải thích tình hình chiến đấu cho hắn nghe. Sau đó, lúc bắt đầu cuộc đua xe máy kéo dáng trần Trân quân lọt vào top 5, bây giờ đang đi theo bạch tôn giả cùng thám hiểm cái di tích thượng cổ kia rồi. Dáng trần Trân quân cư nhiên lại là ngũ tu sao? Dáng trần Trân quân, à, người nói chính là con cháu hơn 30 đời của ngũ tu ấy à? Tên nhóc kia cũng khá lắm, tuổi còn trẻ mà đã trở thành chân quân rồi. Cô gái tóc vàng thuận miệng đáp. Tống Thư Hàng, con cháu hơn 30 mấy đời rồi mà còn giống nhau được như thế gen di truyền của vị ngũ tu này phải bá đạo đến cỡ nào chứ? Có khi nào cả dòng họ nhà dáng Trần Trân Quân từ ông cha đến chú bác đều trông giống nhau như đúc thế không nhỉ? Chấm. Trong bức ảnh, lão tổ ngũ tu của dáng Trần Trân Quân lơ lửng trên chiếc quan tài bằng bạc kia, đưa mắt nhìn về phía một vị tu sĩ trẻ tuổi, giống như đang kiên nhẫn giải thích việc gì đó. Tống Thư Hàng nhìn qua thì phát hiện vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là thất tu tôn giả. Bất quá, thất tu tôn giả ở trong bức ảnh nó còn rất trẻ, cảnh giới tu vi thì đang ở tầm tiên thiên tứ phẩm đổ lên bởi vì thất tu tôn giả ở trong bức ảnh kia còn đang cưỡi trên phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Đây là cảnh tượng lúc thất tu tôn giả đang thăm dò ngũ tu chân quân chi mộ, trước khi ký kết khí ước để trở thành thất tu sao. Lúc này, ngũ tu trong bức ảnh bắt đầu giải thích. Thất tu cũng không phải một loại chức nghiệp, ký kết khí ước cũng không phải do ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nói đúng hơn, Ngô tu cũng thế, lục tu cũng vậy, thất tu cũng được. Đây không phải đạo hiệu hoặc nghề nghiệp truyền đời trong dòng họ sư môn gì cả, nó là một kiện đạo khí. Cũng giống như đứa cháu đời thứ ba mươi mấy của hắn là dáng Trần Trân Quân, Ngô tu cũng là một người đàn ông có tính kiên nhẫn, giải thích mọi việc rất kỹ càng. Đạo khí, thất tu tôn giả trẻ tuổi trong bức ảnh đần mặt ra, tống thư hàng đang xem cũng đần mặt ra. kích tu là một kiện đạo khí, tuy rằng không biết đạo khí là cái gì nhưng chắc cũng là một loại pháp bảo ấy nhỉ? nhưng nó có quan hệ gì với pháp bảo đây? ngô tu chân quân lại tiếp tục giải thích kiện đạo khí này có tên là cửu tu phượng hoàng đao trên thân đao có phong ấn cửu truyền mỗi một truyền đủ để tăng cường uy lực nhất phẩm lúc bản tọa nhận lấy cửu tu phượng hoàng đao từ tay của tứ tu thì nó có uy lực ngũ truyền bản tọa một mực tế luyện nó tới uy lực của lục truyền công thành viên mãn thì giao nó lại cho lục tu để cho lục tu tiếp tục tế luyện đao này trong bức ảnh thất tu tôn giả lúc còn trẻ lại nói, nói cách khác, sau khi kế thừa đạo hiệu thất tu xong thì ta phải kế thừa thanh cửu tu phượng hoàng đao này. Sau đó tiếp tục tế luyện nó, đợi cho sau này có một ngày ta công thành viên mãn thì lại chuyển nó cho bát tu. Đúng là như thế, ngô tu chân quân gật đầu nói, như vậy, người có muốn ký kết khí ước với ta hay không? Chỉ cần ký kết khí ước thì đạo khí cửu tu phượng hoàng đao trong truyền thuyết sẽ trở thành của ngươi. Không thèm, thất tu tôn giả từ chối, sau khi kế thừa cái đạo hiệu thất tu này xong thì không chỉ tốn công để tế luyện thanh cửu tu phượng hoàng đao kia, lại còn phải bị thanh đao này hạn chế. Tương lai còn phải giao lại thanh cửu tu phượng hoàng đao này cho người ta. Trong quá trình này, ta có thể nhận được lợi ích gì chứ? Ha ha, nếu như không có chỗ tốt gì có thể đả động được tu sĩ thì sao bọn ta có thể cam tâm tình nguyện kế thừa thanh cửu tu phượng hoàng đao này được chứ? Ngũ tu chân quân cười lớn, lúc ngươi chính thức tiếp nhận thanh cửu tu phượng hoàng đao này thì ngươi có thể lấy được một quyển cửu chuyển phượng hoàng công đầy đủ từ bên trong đạo khí. Đây là một bộ công pháp đủ để cho ngươi tấn thăng lên đến kiếp tiên cửu phẩm, không có sai sót gì. Ngoài ra, sau khi ngươi trở thành chủ nhân của đạo khí thì còn có thể thể nghiệm kinh nghiệm và tâm đắc của vài vị chủ nhân đời trước của cửu tu phượng hoàng đao nữa. Chẳng khác gì nói, cầm cửu tu phượng hoàng đao thì có thể mở ra được một con đường đi lên tới đỉnh cao của tu sĩ cả. Ngoài ra, trong quá trình tu sĩ chúng ta tu luyện, không thể nào tránh khỏi việc phải gánh chịu thiên kiếp. Thiên kiếp vô tình, một khi trong quá trình độ kiếp xảy ra chút sai lầm nào, thì sẽ bị kiếp hỏa quấn thân, vạn kiếp bất phục. Ngũ tu chân quân thở dài. Trong bức ảnh, thất tu tôn giả trẻ tuổi âm thầm gật đầu. Thiên kiếp chính là thứ mà tu sĩ sợ nhất trên con đường tu luyện, cũng là kiếp nạn không thể nào tránh khỏi. Từ xưa tới nay, chỉ ít cũng có hơn một phần tư tu sĩ không thể sống hết tuổi thọ, mà là chết ở dưới thiên kiếp. Chỉ cần ngươi có được đạo khí cửu tu phượng hoàng đao thì dù tương lai có một ngày ngươi độ kiếp thất bại đi nữa cũng sẽ không bị thần hình câu diệt. đương nhiên, tuy rằng không bị thần hình câu diệt nhưng vì giấu diếm thiên đạo, sau khi độ kiếp thất bại thì người nắm giữ cửu tu phượng hoàng đao cũng phải trả một cái giá lớn. Ngũ tu chân quân nói đến đây thì tống thư hàng đã hiểu cái giá lớn đó là gì. Cái giá lớn đó chắc chính là giống như bạch ngọc sư tử tứ tu vậy bị cửu tu phượng hoàng đao che chở, nhưng vẫn sẽ bị hạn chế cảnh giới tu vi, trở thành một tồn tại giống như phân thân. So với thần hình câu diệt thì vẫn tốt hơn nhiều. chương 530, tống nhất mới là bản thể. Phải trả giá đắt còn có cách để cứu vãn, cửu tu phượng hoàng đao này quả là thần khí bảo mệnh khi độ kiếp. Ngô tu tiền bối, ngài cũng độ kiếp thất bại nên ở lại đây à? Trong hình ảnh, thất tu tôn giả trẻ tuổi hỏi. Cũng không phải thế, ngũ tu chân quân lắc đầu cười nói thứ mà ta để lại ở cổ mộ này là một phân thân đặc biệt được tách ra bản tôn của ta năm đó độ kiếp thành công tấn chức lên chân quân cũng đã tế luyện cửu tu phượng hoàng đao lên lục phẩm và giao nó cho lục tu rồi có thể nói là công thành lui thân được thế cho nên bảng hiệu trong mộ đá mới viết là ngũ tu chân quân trôn cất thân trong quá khứ ở nơi này thân trong quá khứ ấy chính là phân thân đặc thù mà ngũ tu chân quân nói cho dù không có cửu tu Phượng Hoàng Đao thì ngũ tu chân quân cũng có cửu chuyển Phượng Hoàng công hoàn chỉnh. Nếu không phải giờ đây hắn đã ngã xuống thì có lẽ đã lên tới huyền thánh bát phẩm, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa rồi. Vậy người có muốn ký kết khí ước không, hả người trẻ tuổi? Ngũ tu chân quân lại hỏi. Trong hình ảnh, thất tu tôn giả trẻ tuổi trầm tư hồi lâu. Được, cuối cùng hắn cũng quyết định, lựa chọn kế thừa danh hiệu, thất tu, nắm giữ cửu tu Phượng Hoàng Đao. Đến ngày hôm nay hắn đã tấn chức lên Tôn giả thất phẩm, chỉ còn cách Huyền Thánh bát phẩm có một chút mà thôi. Cửu Tu Phượng Hoàng đao trong tay hắn cũng đang loanh quanh ở ranh giới của chuyển tiếp theo, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bát chuyển. Hình ảnh của pháp thuật thác ấn dừng lại ở đó. Tống Thư Hàng về phía cô gái tóc vàng, xem ra Lục Tu cũng độ kiếp thất bại nên thực lực mới hạ xuống cảnh giới chân quân lục phẩm. Lục Tu nhìn lại Tống Thư Hàng rồi hỏi: vậy bây giờ người có ký khí ước để trở thành bát tu không tống thư hàng suy nghĩ một lát rồi hỏi lại lục tu tiền bối nếu kế thừa cửu tu phượng hoàng đao thì có hạn chế gì ngoài những cái lợi nhận được không nếu kế thừa đạo khí này có được nhiều điểm tốt như vậy thì cũng phải có hạn chế hay khuyết điểm gì đó chứ lục tu lắc đầu có lẽ là có hạn chế thế nhưng trong quá trình ta chấp trưởng cửu tu phượng hoàng đao thì không thấy có hạn chế nào xuất hiện cả có điều, trong thời gian chấp trưởng đạo khí, thì uy lực của thiên kiếp phải chịu trong mỗi lần độ kiếp sẽ tăng lên vài phần, đây có được coi là khuyết điểm không? Ta hiểu rồi, vậy lục tu tiền bối à, chúng ta phải ký khí ước thế nào đây? Tống Thư Hàng hỏi. So với một quyền công pháp hoàn chỉnh có thể tu luyện đến kiếp tiên cửu phẩm và những kinh nghiệm tâm đắc của tiền nhân, thì việc uy lực của thiên kiếp tăng mạnh đúng là chẳng đáng giá để nhắc tới. Từ khoảnh khắc bắt đầu lựa chọn, tu tiên, Tống Thư Hàng đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với nguy hiểm tử vong rồi. Bước trên con đường tu chân này mà chẳng có nổi chút máu liều ấy thì chi bằng về làm ruộng cho xong. Ta biết ngươi sẽ lựa chọn ký khí ước mà. Lục tu cười nhẹ rồi lấy một thứ như quyển trục ra từ trong ngực. Quyển trục mở ra, bên trong chi chít toàn chữ. Mà bên dưới ô vuông ghi, bát tu, đã có vô số đạo hiệu được ghi. Trong đó còn có ba cái tên mà Tống Thư Hàng quen thuộc. Cuồng đao Tam Lãng Tiền Bối, Đồng Quái Tiên Sư Tiền Bối và Tuyết Lang Động Chủ. Ba vị tiền bối này từng lần lượt đi vào thám hiểm trong mộ của Ngũ Tu Chân Quân. Tống Thư Hàng xem tới đây thì hiểu ra tất cả những cái tên ấy đều là người dự bị của Bát Tu cả. Sau khi thất thu tôn giả độ kiếp thăng cấp lên Huyền Thánh Bát phẩm thì sẽ chọn ra một vị từ trong những thành viên dự bị, Bát Tu ấy để kế thừa Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, trở thành Bát Tu. Khi Tống Thư Hàng đang cầm bút chuẩn bị viết tên mình xuống, thì có một cái tên đột nhiên xuất hiện trên quyển trục, chữ viết rất đẹp. Là tên của Sở Sở. Sở Sở cô nương cũng lựa chọn trở thành thành viên dự bị của Bát Tu. Cũng đúng, nếu so với mình có được nhóm Cửu Châu số 1 thì lực hấp dẫn của Cửu Tu Phượng Hoàng đao đối với Sở Sở còn lớn hơn nhiều. Tống Thư Hàng mỉm cười rồi nhấc bút viết ba chữ, Tống Thư Hàng lên quyển trục. Xong rồi, hắn buông bút. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Lục Tu vươn tay chuẩn bị thu lại quyển trục ở chỗ Tống Thư Hàng. Xong đúng lúc này, ba chữ Tống Thư Hàng trên quyển trục lại bốc hơi mất. Trong con người vàng kim của Lục Tu lộ vẻ nghi hoặc. Ủa, sao lại thế này? Tống Thư Hàng hỏi. Lục Tu hỏi lại. Ngươi viết sai tên mình à? Ba chữ Tống Thư Hàng, không sai mà. Tống Thư Hàng nói, tên này là tên hắn, hắn đã viết cả ngàn vạn lần rồi, làm sao mà sai được chứ? Lục tu chấp đôi mi vàng óng, đoạn nói. Người có đạo hiệu chưa? Thử viết đạo hiệu xem nào. Đạo hiệu, được rồi, phải viết hết à? Tống Thư Hàng hỏi. Lục tu, đạo hiệu thì đương nhiên phải viết đủ chứ. Thế là Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó mua bút thành văn viết lên quyển trục một đống tên. Xếp theo thứ tự từ đạo hiệu kim cương quân tử đao của ngày thứ hai, đến bá đao tống nhất của thứ ba, mộc đạo nhân vào thứ tư, bạch kình đao khách cho thứ năm, thư sơn cư sĩ của thứ sáu, tầm đạo thư sinh vào thứ bảy và thiện tâm tu sĩ của chủ nhật. Lục tu, ai ra, quên mất thằng nhóc trước mặt này có đến bảy cái đạo hiệu. Nhìn xem, nó chiếm mất luôn bảy dòng tên rồi. Tiền bối, viết xong rồi ạ, à, tống thư hàng buông bút xuống. Thế nhưng hắn vừa đặt bút xuống thì bảy đạo hiệu mà hắn mới viết xong đã bắt đầu biến mất. Thiện tâm tu sĩ, tầm đạo thư sinh, thư sơn cư sĩ, bạch kình đao khách, cái nọ nối cái kia lũ lượt bốc hơi cuối cùng chỉ để lại một cái đạo hiệu bá đao tống nhất tống thư hàng gạch nối ý gì đây chẳng lẽ ý chí của thiên địa chỉ thừa nhận mỗi một đạo hiệu bá đao tống nhất của hắn thôi sao tại sao lại không thừa nhận cả tên gốc tống thư hàng cơ chứ có tin hắn lộn cái bàn ngay đây không đạo hiệu này rõ ràng chỉ là góp cho đủ số vì nể mặt bạch tiền bối mà thôi hắn còn đang định ít lâu nữa xóa bén nó đi mà bá đao tống nhất đạo hiệu hay lắm lục tu khích lệ thế nhưng đôi mi vàng óng đang rung lên lại bán đứng ý nghĩ chân thực trong lòng cô tống thư hàng vất vả lắm mới đẻ được xúc động xé tan quyển trục xuống lục tu vươn tay nhận lấy quyển trục cuộn lại rồi cất vào trong ngực khế ước hoàn thành thư hàng tiểu hữu và cô có duyên phận rất kỳ quái nếu một ngày kia hắn trở thành bát tu thì sẽ thú vị lắm đây ngay khi lục tu khép quyển trục lại thì đạo hiệu bá đao tống nhất trên nó cũng đã biến mất một nửa. Hai chữ, bá đao, biến mất tiêu, chỉ còn lại hai chữ tống nhất. Cả lục tu và tống thư hàng đều không nhìn thấy cảnh ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lục tu duỗi lưng lười biếng. Nhìn tống thư hàng, cô đột nhiên nhớ ra một việc. Chân khí trong người tống thư hàng tăng vọt vì, lối đi trong cổ mộ, hắn đang mấp mé danh giới nổ tung rồi, chương 531, cho người mượn quan tài vàng để nằm một chút. Trong mộ của lục tu có rất nhiều trận pháp chân áp mộ thất. Thế mà khi tống thư hàng ở trong mộ, chân khí đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi, sắp làm nổ tung khí hải đan điền. Nếu hắn rời khỏi phạm vi của cổ mộ này thì chắc chắn sẽ nổ bục một tiếng thành một quả pháo hoa sáng chói. Lục tu nhìn tống thư hàng chằm chằm mà nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Tống Thư Hàng cảm thấy ánh mắt của Lục Tu cứ khó coi thế nào ấy, ánh mắt cô nhìn hắn cứ như đang nhìn một bệnh nhân sắp chết vậy. Tiền bối, trên người ta có vấn đề gì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Lục Tu gật đầu. Có chút vấn đề thật, ta đang suy nghĩ xem nên xử lý vấn đề trên cơ thể ngươi thế nào để tránh cho ngươi vừa ra khỏi đây đã nổ tung đây. Ta không muốn đeo cái tội giết người đâu. Tống Thư Hàng hỏi. Vì chân khí tăng vọt trong người ta sao? Lục Tu lại gật đầu, tiền bối, người có cách nào để giải quyết không? Chẳng lẽ phải phong ấn chân khí trong cơ thể hắn lại sao? Coi như người may mắn vì hôm nay gặp được ta, lục tu nói. Sứt lời, cô chỉ vào chiếc quan tài vàng kim của mình. Thấy nó không? Tống thư hàng. Có. Nằm vào đó đi, chiếc quan tài này được tạo ra từ vật chất đặc thù ở gần mặt trăng có thể tăng cường thể chất của tu sĩ mà ta thu thập suốt trăm năm nay, phối hợp với 13 loại tài liệu quý giá khác. Vào đó nằm đi, hiệu quả sẽ không kém gì việc ngươi vật lộn với đám người khổng lồ ở không gian trọng lực gấp 5 lần đâu." Lục Tu nói. Cảnh giới của cô bị hạn chế ở chân quân lục phẩm, thế nhưng thân thể của cô vẫn còn đường cường hóa. Hơn nữa vốn dĩ cô tu luyện một công pháp luyện thể, chỉ cần chịu khó thì cường độ thân thể của cô hoàn toàn có thể cường hóa lên tới cấp bậc tôn giả thất phẩm. Cho nên trước khi thu lại giá đắt phải trả và giải trừ hạn chế cảnh giới, thì thứ mà cô muốn cường hóa mạnh mẽ hơn cũng chỉ có cơ thể mà thôi. Quan tài vàng kim này mới được cô tạo ra cách đây không lâu. Nó đã có hiệu quả tăng cường đối với cả nhục thân của chân quân lục phẩm, thì với một tu sĩ nhị phẩm con con như Tống Thư Hàng, hiệu quả ấy lại càng cao hơn nhiều. Tống Thư Hàng nhìn chiếc quan tài vàng kim kia, gạch nối. Tuy biết chiếc quan tài này có công năng cường hóa thể chất của mình, thế nhưng nhìn cái ngoại hình này thì chẳng muốn chui vào gì hết. Lục Tu đã mở nắp quan tài rồi chuyển rất nhiều thứ từ bên trong ra, nào là mai rùa, tiền đồng, đồ ăn vặt, còn có cả đài, tivi và máy tính nữa chứ. Cuối cùng Tống Thư Hàng còn nhìn thấy cả một bộ định tuyến không dây. Khỏi cần nói cũng biết đây lại là một sản phẩm khoa học kỹ thuật của tu sĩ, dùng để lên mạng trên vũ trụ đây mà. Lục Tu nói với Tống Thư Hàng, "Còn không mau qua đây." Tống Thư Hàng cắn chặt răng cố gắng chui vào quan tài vàng kim gì mà như anh dũng hy sinh thế, nếu không sợ ngươi vừa bước ra ngoài đã nổ tung thì còn lâu ta mới cho ngươi hưởng dụng cái quan tài vàng của mình nhé. Lục tu nói xong bèn cầm nắp quan tài đậy vào. Trong quan tài vàng tối om lại, đến cả âm thanh bên ngoài cũng bị nắp quan tài ngăn trở. Chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo và tĩnh mịch, còn đáng sợ hơn bị giam trong phòng tối. Đã thế lúc này đây tống thư hàng không thể tu luyện chân khí, cũng không thể nào minh tưởng được, chỉ có thể mở mắt đờ ra bên trong quan tài. Không biết mình phải ở trong quan tài vàng bao lâu. Sau khi nằm được 3 phút, Tống Thư Hàng lấy chiếc di động đã được Bạch Tôn giả sửa chữa ra. Vừa mở ra thì phát hiện bên cạnh có tín hiệu Wi-Fi, đã thế còn không cài mật khẩu. Thế là Tống Thư Hàng kết nối Wi-Fi rồi lên mạng. Lên mạng được là không sợ chán rồi. Nhóm cửu châu số 1. Hiến công cư sĩ. Không được rồi, vẫn chẳng có tin tức gì của Long Ma cả, có đạo hữu nào có tình báo gì không? Bắc Hà tán nhân gần đây vẫn không có long ma đáp xuống, phải rồi, hiến công tiền bối, ngài đã đăng tin lên mạng giao dịch chưa? Hiến công cư sĩ đăng rồi, nhưng mà mua bán trên mạng lắm lừa đảo lắm. Ta đăng ký một tài khoản mới lên giao dịch, chẳng bao lâu sau đã có hai đứa ngốc coi ta là gà con, dùng mấy loại thiên ma huyết giả làm long ma huyết. mấy thằng danh liều lĩnh đó bị ta túm được, phong ấn tu vi ném vào chuồng linh thú nuôi linh thú heo cho ta rồi. Bắc Hà tán nhân gạch nối, trong giới tu chân này luôn có những loại người tìm chết phong phú như thế đó. Hiến công cư sĩ nói tiếp, nếu có đạo hữu nào có tin tức gì về máu long ma thì liên hệ với ta nhé, thu mua giá cao. Hiến công tiền bối yên tâm đi, nếu có tin tức gì nhất định ta sẽ báo cho ngài biết. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên tử nói, các đạo hữu đang online trong nhóm cửu châu số một đều lần lượt tỏ vẻ nếu có tin thì sẽ báo cho hiến công cư sĩ ngay tống thư hàng thở dài não ruột máu của long ma à nếu hắn có thể có được máu của long ma rồi mang cho hiến công cư sĩ tiền bối để ông phối long ma dược tề thì chỉ cần uống một ngụm là thể chất đã tăng thẳng lên đẳng cấp tam phẩm rồi đến lúc đó hắn tu luyện kình thôn thuật và tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sẽ không sợ bị nổ tan xác nữa đáng tiếc là máu long ma đâu dễ có như vậy. Tống Thư Hàng đang suy tư thì Dược Sư nhắn tin riêng cho hắn. Dược Sư, Thư Hàng tiểu hiểu, cuối cùng thì ngươi cũng online rồi, ta lội tin nhắn thấy mấy hôm trước ngươi có hỏi cách tăng cường thể chất trên nhóm. Đúng vậy, Dược Sư tiền bối, Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp. Bây giờ ngươi đang ở tu vi nhị phẩm đúng không? Ta đang có một phương thuốc dùng để tắm, Người nghĩ cách phối ra rồi mỗi ngày tắm hai lần thì hẳn là sẽ giúp tăng thể chất lên không ít đấy. Lấy không, dược sư trả lời. Thuốc để tắm, tăng thể chất lên không ít, lấy chứ. Dược sư tiền bối, ta muốn. Tống thư hàng đáp nhanh, tiền bối à, phương thuốc dùng để tắm này cần bao nhiêu linh thạch vậy? Bây giờ trên người hắn chỉ có 10 viên linh thạch tứ phẩm, không biết là có đủ hay không? Ha ha, giữ linh thạch mà dùng đi. Người mới bước vào giới tu chân không lâu, chỗ nào cũng cần tiêu linh thạch. Nếu ngươi băn khoăn thì ta nghe nói ngươi nuôi một cây hành tinh trăm năm hả? Lúc nào tiện tay ngắt cái búp của nó gán nợ cho ta là được rồi. Sược sư tùy ý đáp. Nói đoạn, hắn gửi cho Tống Thư Hàng một file tài liệu, chính là thông tin và hình ảnh các loại dược liệu của phương thuốc kia. Búp hành của thông nương, hắn đang có một viên kết tinh thông yêu, không biết là có thể thay thế cho búp hành được không đây? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì trong túi hắn có gì đó căng lên. Là Thông Nương. Khi ở trên mặt trăng, Thông Nương đã cảm thấy vật chất thần bí ở đây có trợ giúp rất lớn cho việc cô biến trở lại thành người. Lúc này đây, quan tài vàng của Lục Tu mang lại hiệu quả càng cao đẩy nhanh tốc độ biến thành người của cô. Lúc này Thông Nương đã biến lại thành người. Túi của Tống Thư Hàng bị căng rách. Thông Nương biến thành hình người nằm áp sát vào Tống Thư Hàng khéo một cái là sau khi biến thành hình người, cô thấy ngay câu nói của dược sư trong di động của Tống Thư Hàng. chương 532, cái bụng vồng lên đầy mấu tính hơi lộ ra kìa. Thông nương thật hy vọng mình bị cận thị, thế thì cô sẽ không nhìn thấy mấy ký tự trên điện thoại di động của Tống Thư Hàng, cũng sẽ không bị dọa cho trắng nhợt cả mặt. Hơn nữa, tiện tay ngắt cái búp là ý gì? Tưởng cô là rau hẹ thật à? Tưởng ngắt búp xong tưới tí cho dơm lên là lại mọc chắc. Búp hành của cô mọc rất khó khăn, đã thế ngắt nó khác gì ngắt đầu cô cơ chứ. Đó là việc tàn nhẫn đến mức nào hả? Thông Nương ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, cô đọc được rồi à? Thông Nương gật đầu. Đồng thời cô cũng nhanh chóng suy nghĩ, chuyện liên quan đến búp hành và đời hành hạnh phúc, cô nhất định phải nghĩ cách mà tự cứu lấy mình thôi. Bây giờ không lẽ lại phải mời 200 bản lĩnh sinh tồn của yêu tinh lên sàn à? Thế nhưng thông nương lại nhớ đến tình hình lần trước, khi cô thi triển, 500 phương pháp đầu hàng khi đánh không lại tu sĩ nhân loại. Lúc đó Tống Thư Hàng lại lạnh lùng dùng trưởng tâm lôi muốn đánh cô. Sau đó cô áp dụng tuyệt kỹ dấu đáy hòm, tuyệt kỹ của nữ yêu xinh đẹp chi mị lực sắc dụng, mà đối phương vẫn chơi như gỗ đá, chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng người này đã miễn dịch với 200 bản lĩnh sinh tồn của yêu tinh rồi, mà đánh giáp lá cả thẳng mặt thì cô lại không đánh lại tống thư hàng cô ở bên cạnh tống thư hàng nên biết rõ đối phương thăng cấp rất nhanh đã tiến vào cảnh giới đan điền thứ hai ở nhị phẩm long vĩ đan điền rồi còn cô thì vẫn chỉ là một cây hành thành tinh nhất phẩm đáng thương bé nhỏ mềm mỏng không được cứng rắn không xong chẳng lẽ cô chỉ có thể hiến dâng búp hành của mình để rồi sống trong nhục nhã sao đừng mà nếu còn dám ngắt búp của cô nữa thì cô sẽ liều mạng cho chúng nó xem thông nương, cô biến thành cây hành trước được không? Tống Thư Hàng hỏi. Không gian của quan tài vàng chỉ có thế, bây giờ thông nương nằm dán sát lên người hắn. Đối với bất cứ người đàn ông nào thì đây cũng là một loại khiêu khích đó. Thông nương nghe nói thế thì nóng hết cả ruột. Biến về cộng hành để bị ngắt mất búp à. Đừng hòng, đừng mà, ứ chịu đâu, ta khôn muốn bị ngắt búp nữa đâu. Thông nương vừa la vừa giấy. Đừng lộn xộn, tôi đã nói tôi ngắt búp của cô đâu. Tóm lại cô cứ biến về cây hành đi đã rồi tôi giải thích rõ ràng cho. Tống Thư Hàng nói. Trong tay hắn đang có một viên kết tinh thông yêu hiệu quả còn tốt hơn búp hành. Hẳn là có thể giao cho dược sư tiền bối để trả cho, phối phương thuốc để tắm thay búp hành được. Người đừng hòng lừa ta, người định chờ ta biến thành cọng hành để ngắt búp của ta luôn chứ gì. Đừng có mơ, thông nương liều mạng đẩy nắp quan tài vàng. Thế nhưng quan tài vàng được lục tu chuẩn bị cho chính mình, Chân quân lục phẩm bình thường cũng không mở được ra chứ đừng nói là cộng hành tinh nhất phẩm. Nắp quan tài vàng không suy xuyển gì, thế nhưng tiếng kêu và âm thanh khi cô nàng đập nắp quan lại truyền đến tai Lục Tu. Tiếng con gái truyền ra từ trong quan tài vàng. Ta nhớ ta chỉ đưa mỗi bá đao tống nhất vào thôi cơ mà nhỉ. Lục Tu lẩm bẩm nói. Thế là Lục Tu mở nắp quan tài vàng. Trong quan tài vàng, một hình ảnh ba chấm và kinh hoàng bày ra trước mắt Lục Tu thông nương nằm úp trên người Tống Thư Hàng, đang vừa la vừa dẫy điên cuồng. Tống Thư Hàng nằm dưới thông nương thì đang vươn tay túm lấy cô, muốn bịt miệng cô lại. Khi quan tài vàng bị mở ra, cả Tống Thư Hàng và thông nương đều sướng sờ cả người. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cả hai đều thấy chói mắt. Tống Thư Hàng phát hiện ánh mắt lục tu tiền bối nhìn mình quay quái, ánh mắt kia như muốn nói, bà đây khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm nhường quan tài vàng cho ngươi nằm vào để cường hóa thể chất, thế mà ngươi dám nằm trong này chơi gái à? Lục tu tiền bối, hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tống Thư Hàng lập tức kêu lên, hắn cảm thấy việc này phải giải thích rõ ràng, chuyện liên quan đến danh dự của hắn đó. Lúc này ánh mắt lục tu rơi xuống trên người thông nương, rồi nó lại càng trở nên quay quái. Tống Thư Hàng cảm thấy có gì đấy sai sai, thế là bèn nhìn theo ánh mắt của lục tu. Sau đó, hắn thấy cái bụng của thông nương lộ ra ngoài áo vì dễ dụa. Cái bụng nhẵn nhụi hơi hở ra, vồng lên một độ cong đầy mấu tính. Đó là đường cong vồng lên của một cái bụng mang bầu. Đậu má, vụ gì đây? Tống thư hàng ngu người luôn. Thông nương có bầu, lúc nào chứ, chẳng phải mình vẫn để cô ấy ở trong túi hay sao? Sao tự nhiên lại biến thành mẹ bầu thế này? chẳng lẽ là con, ngựa được tinh, cách đây không lâu. Nó có năng lực nhìn một cái là khiến cho nữ yêu mang thai hà. Ngại quá, hình như ta quấy rầy các ngươi rồi, lục tu dầu dĩ nói. Đôi người vàng kim của cô đờ đẫn, cô vươn tay đóng nắp quan tài, dường như không muốn quấy rầy đôi chim cu tình qua ý lại nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm mà. Trong quan tài vàng truyền ra tiếng kêu ẩm ý của Tống Thư Hàng kia chắc chắn không phải con của hắn mà. Sao bụng của thông nương tự nhiên lại vồng lên vậy? Từ từ đã, chẳng lẽ lại là do thứ đó? Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một khả năng, chính là ngộ đạo thạch mà thông nương cắm dễ. Ở hình thái cộng hành, dễ của thông nương bám vào ngộ đạo thạch, sau này lớn dần lên, cô có thể biến ra hai chân dưới ngộ đạo thạch để chạy trốn. Tính ra mà nói thì khi cô biến thành người, ngộ đạo thạch vừa hay ở đúng chỗ bụng cô, Thanh niên bây giờ cởi mở thật đấy, Lục Tu cảm thán. Đúng lúc này một con sư tử bạch ngọc xuất hiện bên cạnh Lục Tu, lẳng lặng nhìn quan tài vàng trước mặt. Tứ Tu và Lục Tu có thể cộng hưởng tin tức ở một mức độ nhất định thông qua cửu tu phượng hoàng đao. Cho nên Tứ Tu cũng thấy cảnh tượng tống thư hàng và thông nương dây dưa trong quan tài vàng, và cả cái bụng nhô ra của thông nương nữa. Tứ Tu thở dài u oán, sau đó nó áp sát bên cạnh quan tài vàng, rồi không biết lấy một đống gỗ ở đâu chất bên dưới quan tài đồng thời một móng của nó cầm cao ngọn đuốc móng còn lại sách theo can xăng tứ tu người làm trò gì đấy lục tu tóc vàng hỏi tứ tu kinh ngạc hỏi ngược lại ủa sao trong tay ta lại có đuốc với xăng thế này đúng rồi đuốc và xăng không quan trọng quan trọng là việc tiếp theo mà nó muốn làm kia đốt đốt cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên sau đó tứ tu tưới xăng lên củi dưới đáy quan tài vàng rồi dùng đuốc châm lửa lên ôi tương đương cháy lên đi thánh hỏa hừng hực tương đương một trai một gái trong quan tài vàng này đáng thiêu chết thì thôi tương đương. chương 533, sắp tan rồi, thân thể sắp tan ra rồi. Mái tóc như tơ vàng của lục tu tự bay lên dù không có gió. Cô nhìn ngọn lửa bùng lên hừng hực, sa mạc lời luôn. Tứ tu, người đốt thật à, ta chỉ đùa với thư hàng tiểu hữu một chút thôi mà. Tuy thực lực của lục tu có hạn nhưng cô vẫn có thực lực cấp bậc chân quân, cho dù không có đôi mắt nhìn xuyên thấu, nhưng cô liếc mắt một cái vẫn cảm ứng ra trong cái bụng vồng lên của thông nương không hề có khí thức sinh mệnh. Sư tử Bạch Ngọc Tứ Tu cứng nở ra, một lát sau nó mới quay sang cười khan một tiếng. Ờ thì lục tu à, ta cũng đùa thôi, ngươi tin không? Tin ngươi có mà bán nhà, bộ dạng nghiêm túc châm lửa của ngươi nhìn kiểu gì cũng không giống đang đùa đâu. Đừng lúc nói chuyện thì trong túi lục tu phát ra tiếng vang len keng. Cô lấy di động, mở màn hình lên thì phát hiện ra đó là lời nhắc nhở tài khoản chat của mình vừa được đăng nhập ở một chiếc điện thoại khác. Ủa, ai đăng nhập tài khoản của thất tu vậy? Lục tu hỏi, bình thường cô toàn dùng tài khoản của thất tu tôn giả để vào nhóm cửu châu số một hóng chuyện và xem tin tức. Xem ra là bản tôn thất tu tôn giả lên mạng rồi. Người này có thời gian rảnh để mà lên mạng cơ đấy, hiếm có thật. Thế là lục tu thao tác một hồi trên di động của mình, đăng nhập bằng một tài khoản khác đó là một tài khoản có tên Phượng Hoàng Đao Molly, lặn sâu trong nhóm cửu châu số 1, cơ hồ chưa bao giờ sủi tăm. Lục Tu không hay dùng tài khoản này vì nó chẳng kết bạn mấy, không vui bằng tài khoản của thất tu tôn giả. Khi Lục Tu đăng nhập Phượng Hoàng Đao Molly vào nhóm cửu châu số 1 thì thấy trong đó có một tấm ảnh mới up lên. Là thất tu tôn giả đăng. Trong ảnh chụp là một động đá u ám, trong động đá có một chiếc quan tài vàng trói lóa. Sao cảnh này quen quen thế nhỉ, trong quan tài vàng có một thanh niên trẻ mặt mày ngu ngơ, trên người hắn là một cô bé xinh xắn đáng yêu tóc lục buộc hai bím, cảnh tượng đến là ái muội. Sau đó tiêu điểm của tấm ảnh này tập trung vào phần bụng của cô bé dễ thương tóc hai bên nọ. Cái bụng hơi nhô lên kia, nhìn thế nào cũng rất đáng chú ý đó. "Ý trời, ai đăng thế này?" Lục Tu thốt lên. "Cô không đăng nhé, vừa rồi tài khoản của cô còn bị đăng nhập ở chỗ khác này. Cũng không phải ta đâu." trong tay ta thậm chí còn không có điện thoại di động. Sư tử Bạch Ngọc Tứ Tu vung vuốt ra chiều trong sạch. Bản nhân thất tu cũng sẽ không làm chuyện nhàm chán thế này, tính cách hắn nghiêm túc lắm. Lục tu lại nói, thế thì là ai làm? Không phải Ngô tu, Ngô tu độ kiếp thành công, mất đi chạm trung chuyển cửu tu Phượng Hoàng Đao, liên hệ giữa hắn và tứ tu, lục tu, thất tu rất mỏng manh. Vậy rốt cuộc là ai làm? đối với Tống Thư Hàng ở trong quan tài vàng thì ai làm cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi tài khoản của thất tu tôn giả đăng tấm ảnh kia lên nhóm cửu châu số 1, rất nhiều tiền bối lặn không sủi tăm trong nhóm cửu châu số 1 đều bị lôi lên. Bắc Hà Tán Nhân, ôi đờ mờ, thiên phủ khí tông dương huyền. Từ từ đã, thiếu niên trong ảnh kia có phải là thư hàng tiểu hữu không? Điền thiên đảo chủ, không sai, chính là đạo hiếu, bảy đạo hào, không còn nghi ngờ gì nữa điền điềm phó đảo chủ thế đứa con gái trên người hắn là ai kia các tiền bối trong nhóm cửu châu số một chưa bao giờ thấy hình người của thông nương cả thế nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc hai bím màu xanh lá trong ảnh thì có một vị tiền bối đã đoán ra thân phận của cô vị tiền bối này chính là diệt phượng công tử khi hắn đang nhét hành ngựa được tin thì nghe được một tin tức từ trong miệng nó rằng trong tay tống thư hàng có một nữ yêu tinh tên là thông nương cực kỳ xinh đẹp khiến cho ngựa được tinh chạy tới từ ngàn dặm xa xôi định làm một phát với cô thế là diệt phượng công tử nhanh chóng trả lời chẳng lẽ đây chính là cây hành tinh mà thư hàng tiểu hữu đang nuôi dưỡng sao đó là ái sủng không ngờ thư hàng tiểu hữu lại là người như thế dám làm cho ái sủng của mình mang thai luôn lệ chi tiên tử tiếp lời cơ mà hành tinh mang thai nhanh thế cơ à vì là hành tinh nên chu kỳ sinh trưởng ngắn đó tóm lại lần này thư hàng tiểu hữu làm tốt lắm đứa nhỏ do con người và yêu tinh sinh ra chắc là rất thú vị đây, có khi nào lớn lên sẽ thành người có mái tóc lá hành không? Đồng quái, liệt dương, phát ngôn, hoặc là mọc tay chân hành tây chẳng hạn, thiết quẻ, liệt dương, bổ sung tiếp. Lúc này, cuồng đao tam lãng hưng phấn nói, ta nói nè các đạo hữu, hay là chúng ta thảo luận xem nên đặt tên gì cho con của thư hàng tiểu hữu đi. Trong nhóm cửu châu số một tức thì náo nhiệt hẳn lên mà tài khoản thất tu tôn giả châm ngòi vụ việc thì phất tay áo bỏ đi, lặn không thấy bóng. Khóe mắt lục tu giật giật, hình như đùa quá rồi. T.S.T.S.T. -t 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 trong quan tài vàng không hề phản ứng, không lên tiếng, cũng không đập quan tài. Thậm chí khi các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một nhau nhau thảo luận tên cho, đứa con tương lai của hắn, cũng không thấy hắn rên một tiếng. Bị chơi ngu luôn rồi à? Lục tu rè rặt hé một góc quan tài vàng ra xem. Quan tài bị đốt nóng bỏng tay, thế nhưng đối với Lục Tu thì chút độ ấm này chẳng đáng gì cả. Sau khi mở hé quan tài vàng, cô nhìn thấy Tống Thư Hàng đang điên cuồng ấn di động. Toi rồi, toi rồi, đời mình xong rồi. Tống Thư Hàng thì thào nói, màn hình di động của hắn tối thui, hết pin rồi. Đúng lúc quan trọng thế này, di động của hắn lại hết pin. Lúc này vốn dĩ phải đến lúc cho thuật sạc điện lên sàn. Thế nhưng cho dù thuật sạc điện ấy có là cấp thấp đến mấy thì cũng là đạo thuật. Mà muốn thi triển đạo thuật thì phải có tinh thần lực dẫn đường. Lúc này không chỉ khí hải đan điền của Tống Thư Hàng sắp nổ tung mà tinh thần lực của hắn cũng quá mức cường đại, đến mức khiến cho mi tâm hắn đau nhức. Ở trạng thái này, hắn căn bản chẳng thể nào sạc điện cho điện thoại của mình được. Đây chính là nguyên nhân vì sao các tiền bối trong nhóm thảo luận khí thế ngất trời mà Tống Thư Hàng lại chẳng nói chẳng rằng. Trước khi điện thoại hết pin, hắn vừa hay thấy được tấm ảnh mà thất tu tôn giả đăng lên và tình cảnh các tiền bối trong nhóm cửu châu số một nhiệt tình như lửa đánh giá nó. Tống Thư Hàng lập tức bật công năng trò chuyện bằng giọng nói, những mong lên tiếng giải thích hiểu lầm tai hại này cho họ. Ai ngờ hắn vừa kéo khung giọng nói ra, chưa kịp mở mồm thì di động lại kêu tút một cái, sau đó âm thanh tắt máy tuyệt diệu vang lên, tịt ngóm. Tống Thư Hàng phát rồ, hắn có thể tưởng tượng ra khi hắn không lên mạng thì các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 đã phát huy trí tưởng tượng đến mức nào rồi. Có lẽ chẳng mấy lâu sau, những cái tên kỳ quái như chơi hành cuồng ma, người đàn ông không buông tha cho cả ma sủng, cha của bán yêu sẽ truyền ra khắp nơi. Teo rồi, teo thật rồi, tống thư hàng không ngừng lẩm bẩm. Ở góc quan tài phía dưới, thông nương ngây ngẩn cuộn mình lại, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng với vẻ không dám tin màu sắc cuộc đời cô tựa hồ biến thành xám xịt không ai biết được lúc này đây cô đang nghĩ gì lục tu muốn đóng ngay cái nắp quan tài lại thế nhưng đúng lúc ấy thì tống thư hàng lại ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cô ánh mắt kia ngập tràn vẻ có sống cũng chẳng thiết tha gì tấm ảnh kia không phải ta đăng lục tu lập tức nói tống thư hàng gạch nối lục tu mau chóng lảng sang chuyện khác à thì thư hàng tiểu hữu à có cần một phát thuật sạc điện không? Miễn phí. Nói đoạn, cô thò ngón tay vào chạm nhẹ một cái lên di động của Tống Thư Hàng. Ánh điện chợt lóe lên, Tống Thư Hàng vẫn đang ấn tay trên nút khởi động, chiếc di động bắt đầu rung nhẹ. Lực chú ý của Tống Thư Hàng chuyển sang chiếc điện thoại của mình. Chỉ cần di động có pin thì hắn có thể giải thích hiểu lầm cho các tiền bối trong nhóm rồi. Đúng rồi, lục tu tiền bối, không biết có phải ảo giác hay không mà ta thấy hơi hơi nóng tống thư hàng nhìn về phía lục tu rồi nói lục tu cúi đầu nhìn xuống dưới quan tài vàng thánh hỏa hừng hực vẫn còn đang thiêu đốt thế là lục tu tóc vàng quay người lại đạp cho tứ tu một phát ao ao áo tương đương tứ tu kêu thảm thiết bị đạp bay ra cả người dính lên vách tường đừng để ý kiệt tác của tên ngốc tứ tu kia đó mà ta làm nó khôi phục độ ấm ngay đây lục tu nói rồi âm thầm vươn tay ra áp xuống một cái thánh hỏa đang đốt ngùn ngụt lập tức tắt ngóm Âm thanh tính tang khởi động máy vang lên, điện thoại của Tống Thư Hàng sống lại. Hắn nhanh chóng mở nhóm cửu châu số 1, trong nháy mắt ấy động tác của hắn lên tới tốc độ siêu âm. Lúc này đây, các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 đã thảo luận đến vấn đề nên đặt tên cháu của Tống Thư Hàng là gì cho hay rồi. Hóa, mới có vài phút thôi mà đề tài chạy đi đâu vậy. Sau đó Tống Thư Hàng lội lại lịch sử trò chuyện hắn mau chóng thấy lệ chi tiên tử dùng chức năng vẽ hình vẽ một người có mái tóc dài lá hành và tay chân thân hành tây đây chính là hình dáng của con trai hoặc con gái tống thư hàng trong tưởng tượng của cô không được không thể để các tiền bối thả trí tưởng tượng bay lung tung thế được phải giải thích ngay thôi tống thư hàng nhanh chóng mở khung trò chuyện ra rồi mở chức năng giọng nói đúng lúc ấy thì dược sư đột nhiên nhắn riêng một tin cho hắn ờ thì há 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 thư hàng tiểu hiếu ta không biết quan hệ giữa ngươi và cây hành tinh kia lại là như thế. Ha ha ha, thì mà là, ta không cần búp hành nữa đâu, lần sau ngươi tùy tiện giúp ta gì đó để trả cho phương thuốc dùng để tắm kia là được rồi. Cơ mà không hổ là hành tinh, chu kỳ mang thai mau thật đấy. Chúc mừng ngươi nhé thư hàng. Tống thư hàng xem tin tức này xong thì đầu nghiêng hoạt sang một bên, cả người biến thành màu xám xịt. Hắn cảm thấy bây giờ mình đứng ra giải thích thì cũng chỉ là càng bôi càng đen. Xong rồi, đời mình thế là hết." Thư Hàng tiểu hữu, Lục Tu vươn tay ra chọt hắn. "Tống thư Hàng, hết, hết, hết rồi." Lục Tu cảm thấy lúc này mình nên để cho Tống thư Hàng yên tĩnh một mình. Thế là Lục Tu lẳng lặng khép quan tài lại. Thế nhưng đúng lúc đó, cô liếc màn hình di động của Tống thư Hàng, thấy phương thuốc dùng để tắm tăng cường thể chất được ghi lại trong lịch sử trò chuyện với dược sư. Đó là phương thuốc mới nhất mà dược sư mới nghĩ ra đó à? vừa kinh tế vừa thực dụng nhỉ đáng tiếc chỉ có tác dụng với tu sĩ cấp thấp thôi ơ ờ, đây là một đề tài đánh chống làng không tồi thế là lục tu nói tiếp thư hàng tiểu hữu người có cần dược liệu trong phương thuốc dùng để tắm này không tống thư hàng ngẩng đầu lên gật một cách máy móc cần vừa hay ở đây ta có dự trữ một ít dược liệu mà phương thuốc kia yêu cầu này ta bán rẻ cho ngươi mỗi lần tắm thuốc bảy viên linh thạch tam phẩm được không Lục tu tính toán một chút rồi nói. Được, Tống Thư Hàng thò tay lấy một viên linh thạch tứ phẩm ra. Lục tu nhận linh thạch tứ phẩm, tìm linh thạch tam phẩm trả lại cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng nhận lấy linh thạch tam phẩm rồi tiện tay mở túi thu nhỏ ra nhét chúng vào. Sau đó, hắn tiếp tục ôm di động mà ngây ra. Ba phút sau, Lục tu trở lại, mở quan tài vàng ra. Sau đó cô đổ vào trong đó cả đống dược liệu. Lục tu muốn coi cái quan tài vàng này là bồn tắm để tống thư hàng tắm thuốc luôn à. Đổ dược liệu vào xong, lục tu lại nói với tống thư hàng. Bá đao tống nhất đạo hiếu, người đưa những vật dư thừa trên người đây để ta bảo quản dùm cho. Tống thư hàng vẫn còn trầm tư, thân thể nghe lời theo bản năng, đưa cho lục tu túi thu nhỏ, điện thoại và những thứ linh tinh khác trên người mình. Nhận lấy những vật ấy, lục tu lại nhìn thông nương đang cuộn mình trong góc. Vốn dĩ cô định túm luôn cây hành tinh này ra ngoài, thế nhưng nghĩ một lúc thì lại thấy việc bắt hành tinh ra ngoài là việc của chủ nhân nó, cô xen vào việc của người khác làm chi? Nói không chừng đây là cơ hội tốt để hành tinh tăng cường thể chất của nó ấy chứ? Hơn nữa trong lúc tắm nguyên ương với chủ nhân mình, biết đâu lại có thể bồi dưỡng tình cảm để sau này vùng lên thành nữ chủ nhân. Lục Tu thấy hình dáng thật của cây hành tinh này không tồi, cô thích. Đổ dược liệu xong, Lục Tu lại chắp tay thành pháp quyết một quả cầu nước cực lớn được cô gọi ra, đổ xuống quan tài vàng, bao phủ cả tống thư hàng và thông nương. Bắt đầu tắm thuốc đấy, lúc mới đầu chắc là sẽ hơi đau, người cố nhịn một chút nhé. Lục tu nói, sau đó không chờ tống thư hàng và thông nương đáp lời, cô đã đóng nắp quan tài vàng. Tứ tu ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong, chờ lục tu đóng nắp quan, nó bèn dơ một chiếc hũ vàng kim hướng thẳng vào quan tài một luồng hỏa diễm bắn ra từ chiếc hũ ấy, châm bùng lên xăng và củi mà tứ tu chất đầy lúc trước. Đồng thời chiếc hũ còn không ngừng phun lửa thúc cho ngọn lửa bùng lên cao hơn. Đốt nè đốt nè tương đương cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên tương đương trong ánh mắt tứ tu bập bùng ánh lửa. Ừm, thế là ổn rồi đấy. Ngâm hai tiếng theo phương thuốc của dược sư là có thể khiến cho nhục thân của bá đao tống nhất đạo hữu hấp thu triệt để dược lực. Lục tu cô nương gật đầu hài lòng. Trong quan tài vàng, dược lực của dược liệu dung nhập vào trong nước theo độ ấm dần tăng. Tống thư hàng ngâm người trong nước, trên người hắn có quy thức thuật của thất tu tôn giả nên căn bản không cần phải hít thở. Nhìn nước tắm dần dần đục ngầu, tống thư hàng cảm thấy cũng giống như khi mình nấu thối thể dịch trước kia. Hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý hưởng thụ lần tắm thuốc này. Thôi thì cứ vứt cái chuyện các tiền bối trong nhóm cửu châu số một thảo luận việc, thư hàng chơi hành sang một bên đi. Người trong sạch ắt tự trong sạch, bao giờ các tiền bối hết hứng bàn tán vụ này rồi hắn ra mặt giải thích lúc đó hiệu quả có khi lại tốt hơn nhiều cho nên chẳng cần vội trong chốc lát sau khi thả lỏng toàn thân tống thư hàng nhanh chóng cảm giác được tác dụng của tắm thuốc trong nước nóng sôi trào dược lực chủ động tiến vào cơ thể hắn dược lực này chỉ đơn thuần tăng cường thể chất và xương cốt của hắn khiến cho hắn cảm thấy mỗi thớ thịt đường gân trên người đều đang mạnh lên lực lượng không ngừng ùa tới Hiệu quả của thuốc phối hợp với chiếc quan tài vàng của Lục Tu cô nương lại càng tăng lên gấp nhiều lần. Nếu dùng con số để so sánh, coi thể chất của tu sĩ sau khi chúc cơ nhất phẩm thành công là 100, nhị phẩm là 200, thì thể chất của Tống thư hàng hiện tại vào khoảng trên 230. Hắn nằm ngâm nước thuốc trong quan tài vàng, mỗi 3 phút sẽ tăng lên khoảng 0.1 điểm thể chất. Mỗi tiếng tắm thuốc thế này hắn có thể tăng lên được hơn 4 điểm thể chất. Nếu ở địa cầu mà không cắn thuốc thì hắn phải tu luyện 2-3 tháng vất vả mới đạt được hiệu quả này. Phòng Trừng chỉ cần tăng thể chất lên khoảng 240 là hắn có thể tạm thời không lo chân khí trong khí hải đan điền bành trướng quá mức rồi. Tắm thuốc thật là tốt, may mà có dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Lần đầu tiên tắm thuốc sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất, càng về sau thì hiệu quả càng giảm. Nhưng cho dù là như thế thì, thì qua 3 ngày, 6 lần ngâm thể chất của Tống Thư Hàng vẫn có thể tăng lên đến 250 một cách vững vàng. Đây chính là cường độ thể chất mà tu sĩ nhị phẩm bốn đan điền mới có thể có được. Khi Tống Thư Hàng đang hưởng thụ những lợi ích mà tắm thuốc mang tới, thì đột nhiên thông nương đang co mình trong góc quan tài lại hoảng hốt kêu to. À, 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 không xong rồi, tan ra, tan ra rồi. Cái gì cơ, Tống Thư Hàng nghi hoặc ngẩng lên. Sau đó hắn thấy một hình ảnh rất không khoa học thông nương đang tan ra. Bắt đầu từ phần chân, thân thể của thông nương đang hòa tan như slide. Ừm, có thể dùng hình ảnh mỹ nhân tuyết dưới ánh mặt trời để hình dung thông nương lúc này cũng được. Sắp chết rồi, sắp tiêu rồi, chết chắc rồi. Thông nương khóc lóc thảm thiết, cua quào tay chân, giấy ruộng lộn xộn, thế nhưng chỉ làm quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn. Thân thể cô mau chóng bị hòa tan tới bụng, ở đó có một viên ngộ đạo thạch tỏa sáng yếu ớt. Lấy ngộ đạo thạch làm ranh giới, Nửa người trên của thông nương cũng đang tan ra. Tống thư Hàng nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy thông nương, hai tay giơ cao mộ đạo thạch, cố gắng tách cô ra khỏi nước thuốc. "Nè nè, sao tự nhiên cô lại tan ra thế hả?" "Ta cũng không biết, ta thực sự không biết vì sao tự nhiên lại tan ra, hu hu hu. Có phải ta sắp chết rồi không?" Thông nương càng khóc thảm hơn. Tống thư Hàng nhìn nước thuốc sôi sục quanh người, chẳng lẽ có liên quan đến nước tắm thuốc này sao? hắn nhớ tình hình khi mình luyện thối thể dịch lần đầu tiên, lúc bỏ vài loại dược liệu vào đun nóng lên sẽ sinh ra phản ứng hóa học, sau đó hòa tan các dược liệu mới. Có lẽ nước thuốc mình đang ngâm cũng sinh ra công năng hòa tan, có thể hòa tan được một cọng hành tinh. Rốt cuộc phải trộn bao nhiêu loại dược liệu vào nhau mới có được hiệu quả này chứ? Thông nương sẽ không chết như vậy đâu ha. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì thông nương đã tan biến gần hết hắn không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng đập nắp quan tài vàng vừa đập vừa hỏi dễ đâu dễ có còn không đây là vấn đề lớn đấy cho dù thông nương bị ngắt mất búp hành nhưng chỉ cần còn dễ thì cô có thể sống lại một cách cực kỳ đáng yêu nhưng nếu ngay cả dễ hành cũng bị hòa tan thì cô chết chắc thật rồi còn vẫn còn nhưng ta cảm thấy dễ cũng sắp tan rồi thông nương sốt ruột thực tế thì dễ hành bị hòa tan chỉ là ảo giác của cô mà thôi Tuy rằng không biết tại sao dễ hành của cô lại mọc vào trong mộ đạo thạch, thế nhưng bây giờ có mộ đạo thạch bảo vệ, dễ của cô sẽ không bị hòa tan chỉ bởi một chậu nước tắm. Tống thư hàng vội vàng vỗ mạnh nắp quan. Quan tài vàng lại bật mở nhanh chóng. Lục tu thò mặt vào. Lại làm gì thế, nước nóng quá à, ôi trời ơi, chuyện gì thế này. Cô cũng thấy thông nương đang bị hòa tan. Ngay khi lục tu mở nắp quan tài thì toàn bộ cơ thể của thông nương đều tan ra thành nước, hòa tan vào quan tài nước thuốc. Lục tu, gạch nối, cộng hành tinh này cứ thế tèo hà. Lục tu tiền bối, xin giúp ta coi sóc viên mộ đạo thạch này. Dễ hành của thông nương ở bên trong nó, tống thư hàng vội kêu lên. Còn dễ à, thế là tốt rồi, tưới cho tí nước, chắc là sẽ nhanh chóng mọc lên thôi. Lục tu thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận lấy viên mộ đạo thạch. Bá đao tống nhất đạo hiếu, người cứ ngâm đi, đừng lãng phí nước thuốc. Tống Thư Hàng gật đầu rồi nằm vào quan tài. Lục tu lại khép kín nắp quan lại. Sau đó cô phủ tay lên mộ đạo thạch. Vẫn còn khí tức sinh mệnh, không biết phải nói cộng hành này may mắn hay là bất hạnh nữa. Suốt lời, cô thi triển một đạo thuật loại chữa trị, đạo thuật hóa thành ánh sáng chiếu lên mộ đạo thạch, khiến cho khí tức sinh mệnh của thông nương bên trong nó càng ổn định hơn. Tiếp đó, lục tu đứng dậy rời khỏi mộ địa. Khi lục tu trở về thì cầm theo một cái chậu hoa cô đặt mộ đạo thạch trong chậu hoa ấy. Bón tí cho rơm vào, chắc là sẽ khiến nó lớn nhanh hơn đây. Lục tu lẩm bẩm nói. Bên cạnh tảng thiên thạch có mộ địa của lục tu. Trên tiên thuyền của thất thu tôn giả. Lý âm trúc vẫn ngủ say xưa, nhưng hàn khí trên người cô càng ngày càng nặng, chẳng bao lâu nữa lần phát hàn bệnh tiếp theo của cô sẽ tới. Ngư kiều kiều bị bắn ra khỏi cổ mộ, trở lại tiên thuyền. Tâm trạng cô rất tốt, Tuy rằng không thể có được truyền thừa của lục tu tôn giả, nhưng lần đi này cô không chỉ có một viên thủy hệ quy châu giúp cơ thể luôn duy trì độ ẩm, mà còn được một viên nguyệt quang thạch, thu hoạch rất là phong phú. Sau đó không lâu sở sở cũng ra khỏi cổ mộ. Sau khi đi vào tiên thuyền, cô không khỏi nhìn thất tu tôn giả thêm một chút. Sau khi nhận được khí ước bát tu thì cô cũng hiểu hơn về bí mật của số tu rồi. Thất tu tôn giả mỉm cười với cô, tiếp theo chỉ còn chờ bá đao tống nhất đạo hữu thôi. Bá đao tống nhất, phụt, ngư kiều kiều cười lên thành tiếng. Cô biết có đạo hào này tồn tại, thế nhưng dù nghe bao nhiêu lần thì khi liên hệ nó với bản thân tống thư hàng, cô vẫn cứ buồn cười. À, có lẽ tống nhất đạo hữu sẽ ra muộn một chút đấy. Hắn đang tắm, phân thân sư tử Bạch Ngọc Tứ Tu lên tiếng. Tắm á, đi thám hiểm cổ mộ thì liên quan gì đến tắm? Ngâm nước thuốc hả, nếu phối phương nước thuốc không sai thì có thể nói đó là một trong những phương pháp an toàn nhất để tăng cường thể chất đấy." Thất tu tôn giả mỉm cười nói. Chương 534, Tống thư hàng chiên dầu hành. Tống thư hàng tiếp tục ngâm nước thuốc trong quan tài vàng, cảm thấy dược lực của nước thuốc càng ngày càng mạnh, làm cho thân thể nóng rát lên đau đớn. Đau đớn bỏng rát, hình như có gì đó không ổn. Có điều tốc độ tăng cường thể chất rõ ràng là nhanh hơn nhiều. Có khi đây mới là lúc dược lực thực sự phát huy hiệu quả cũng nên." Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước cứ 3 phút thì thể chất của Tống Thư Hàng tăng lên được khoảng 0.1, bây giờ cứ 3 phút thì được tầm 0.2, tốc độ tăng cường thể chất đã nhanh hơn gấp đôi. Phối phương thuốc ngâm của dược sư tiền bối đúng là tuyệt thật. Tống Thư Hàng nghĩ thế rồi ngâm cả người chìm vào nước thuốc. A à, tương đương chỉ cần nghĩ đến việc thể chất tăng lên như ngồi tên lửa thì dường như nỗi đau bỏng rát này cũng có thể dáng chịu. Có thể dáng chịu cái đầu nó. Mới đầu chỉ là bỏng rát đau đớn mà thôi, thế nhưng kiểu đau này không những không giảm đi mà càng ngày càng dữ dội hơn, bây giờ thì đã đau như đau cắt rồi. Khi ngâm mình trong nước thuốc thì có cảm giác như mình đang bị hàng ngàn con dao lóc thịt, da thịt tan nát hết chẳng khác nào bị băm thây làm vạn mảnh. Đau quá, đau quá, A ê ê ê ê. ê. Tống Thư Hàng đau đến mức lăn lộn trong quan tài vàng. Sắp đến cực hạn rồi, nỗi đau này hoàn toàn có thể sánh với nỗi đau khi chịu đựng ôm em đến chết, lúc đi vào giấc mơ của sở sở. May một cái là càng đau thì thể chất lại càng tăng cao. Khi Tống Thư Hàng cảm thấy cả người đau như róc thịt thì trong mỗi 3 phút hắn đã có thể tăng được 0.3 thể chất. Nước thuốc ngâm mình trong quan tài vàng biến thành màu xanh ngọc bích từ lúc nào không hay. Dược thủy tỏa ra ánh sáng chiếu sáng cả không gian trong quan tài. Bên ngoài quan tài, thế lửa vẫn ngùn ngụt. Bên trong quan tài, mùi hương của nước thuốc mỗi lúc một nồng, cho dù không hít thở những mùi hương man mác vẫn thoang thoảng trong miệng mũi Tống Thư Hàng. Mùi hương không xua đi được khiến người ta rất cả nước miếng, giống hệt như mùi thịt dê xào hành tây vậy. Từ từ, chờ đã, mùi hành á? Không có quan hệ gì với thông nương đấy chứ. Tất cả thân hành của cô đều đã hòa tan vào nước tắm cùng với dược liệu rồi, thế cũng có nghĩa là trong phương thuốc để tắm của dược sư Tiền Bối lại có thêm một cộng hành tinh mấy trăm năm nữa. Cho nên, dẫn đến việc nước thuốc thay đổi rồi. Khả năng này lên đến 89 phần 10. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tống thư hàng hơi lo lo, thế nhưng bây giờ ngoại trừ thân thể đau như xẻo thịt ra thì tạm thời vẫn chưa có biến gì khác. Thể chất thì ngược lại, cứ càng tăng càng nhanh thôi thì dám chịu thêm chút nữa đi, một khi có gì bất ngờ thì lập tức gọi lục tu tiền bối ở bên ngoài vậy. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì nước thuốc trong quan tài vàng lại biến đổi. Thuốc ngâm màu xanh ngọc bích dần dần chuyển sang màu xanh vàng, ảo ảnh của một búp hành mơ hồ hiện lên trong lớp xương mờ của nước thuốc. Búp hành lắc lư trong gió, xinh xắn thướt tha. Ảo ảnh ấy càng lúc càng thật hơn, dần ngưng tụ lại giống như một thực thể. Sau khi ngưng tụ đến một mức nhất định, Búp hành nọ chậm rãi đến gần Tống Thư Hàng, cuối cùng dừng lại cách hắn một sải tay. Nhờ ánh sáng từ nước thuốc, Tống Thư Hàng nhìn thấy ảo ảnh búp hành đó. Có thể khẳng định sự biến hóa của nước thuốc chắc chắn là liên quan đến thông nương, Tống Thư Hàng vươn tay muốn chạm vào ảo ảnh búp hành nọ. Thế nhưng ảo ảnh vẫn không phải là thực thể, ngón tay của Tống Thư Hàng xuyên qua nó chứ không chạm được vào. Tuy rằng ảo ảnh này không chạm vào được, nhưng sau khi nó ngưng tụ thành hình thì đau đớn trên người Tống Thư Hàng lập tức biến mất. Nỗi đau như ngàn đau dóc thịt, loáng cái không còn. Cảm giác sảng khoái khi nước thuốc gột rửa thân thể tràn tới ngay sau đó, tốc độ tăng cường thể chất chỉ tăng mà không giảm. Giờ đây mỗi phút trôi qua đều có thể tăng lên đến hơn 0.1 thể chất. Rốt cuộc cũng qua giai đoạn đau đớn rồi à. Có lẽ khi cắn răng chịu đựng nỗi đau như xẻo thịt lột ra đã tích lũy cảm giác mệt mỏi nặng nề, cho nên sau khi đau đớn không còn mà chuyển thành thoải mái, thì Tống Thư Hàng bất giác rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn nằm đó không nhúc nhích mặc cho nước thuốc cọ rửa thân mình, ý thức dần dần rời xa ngoại giới. Một tiếng 55 phút sau, quá trình tắm thuốc cũng gần kết thúc. Tống Thư Hàng tỉnh lại từ trạng thái nửa ngủ nửa thức. Lúc này sắc nước trong quan tài vàng đã biến thành màu xanh đen, đây là kết quả sau khi dược lực của thuốc ngâm bị thân thể của Tống Thư Hàng hấp thu hết. Sau gần 2 tiếng, nếu tính ra con số cụ thể thì Tống Thư Hàng đã tăng cường được khoảng 13 điểm thể chất. Vốn dĩ hắn đã có sẵn hơn 230 điểm thể chất, nói chính xác ra thì vào khoảng 232 rồi. Thêm 13 điểm hôm nay, thể chất của hắn lập tức đạt tới mức 245 điểm. Sau khi có được thể phách đủ cường đại, chân khí trong khí hải đan điền lại bình ổn xuống. Tuy Tống Thư Hàng lúc này đây vẫn chỉ có đan điền thứ hai của nhị phẩm là Long Vĩ đan điền, Thế nhưng sau xúc khí khoách chân pháp của bạch tôn giả và một loạt sự việc làm tăng vào chân khí gần đây, nếu chỉ tính chân khí thì hắn đã có thể sánh với tu sĩ nhị phẩm có đan điền thứ tư là long khu đan điền rồi. Cảm giác đau nhức trên mi tâm vì tinh thần lực cũng đã giảm bớt gần như không còn nữa. Không ngờ thể chất lại tăng lên nhiều như thế, từ giờ mình chỉ cần ôn dưỡng chân khí trong khí hải đan điền thêm vài lần, thì có lẽ có thể trùng kích đan điền thứ ba, long chảo đan điền, rồi. Giờ đây thể chất đã theo kịp rồi, buộc phải tạo lập đan điền mới để tránh chân khí làm nổ tung đan điền thôi. Tạo lập nên càng nhiều đan điền thì lượng chân khí dung nạp được vào cơ thể càng lớn. Chắc phải cảm ơn thông nương một chút nhỉ. Ừm, có lẽ cô ấy chẳng thèm nhận lời cảm ơn của mình đâu, cả thân thể cô ấy đều bị hòa tan trong nước thuốc rồi mà. Cũng đến lúc ra khỏi bồn thuốc này rồi. Tống thư hàng chậm rãi ngồi dậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy ảo ảnh của búp hành trong ánh sáng từ nước thuốc phát ra chẳng lẽ dược lực của thông nương trong thuốc ngâm còn chưa bị mình hấp thu hết à? Đúng lúc này, linh quỷ trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng không ngừng truyền ra một ý niệm. Tống Thư Hàng sửng sốt một chút rồi đồng ý. Được. Ngay sau đó, clone Tống Thư Hàng chui từ tâm khiếu của hắn ra, lẻn đến trước mặt ảo ảnh búc hành, sau đó mở miệng nuốt luôn ảo ảnh ấy vào bụng. Nuốt xong. Linh quỷ lại thỏa mãn lùi vào trong cơ thể của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng sờ sờ cơ thể mình, sau khi nuốt ảo ảnh của búp hành thì hắn không hề có phản ứng xấu nào cả. Lịch kịch, lịch kịch, lịch kịch. Đúng lúc này thì nắp của quan tài vàng được Lục Tu cô nương mở ra. Cô quan sát Tống thư hàng bằng con ngươi vàng kim. "Kết thúc rồi, bước ra đây đi Tống Nhất Đạo Hữu." Ủa, nước thuốc này thơm ghê nhỉ, làm ta nhớ tới bánh hành trước kia." Tứ Tu đột nhiên nói. Lục Tu xoa cái cằm trơn nhắn, chớp mắt, nghiêm túc nói: Chương 535, ta đi túm tên kia tới. Tống Thư Hàng gạch nối, hắn đứng lên từ quan tài vàng rồi nhảy lên một cái. Cốp cốp, đầu hắn đụng thẳng lên đỉnh mộ, làm lõm một cái hố nhỏ. Cũng may cái hố đó được trận pháp trong cổ mộ tu bổ rất nhanh. Vì thể chất tăng vọt nhanh quá nên không khống chế được cường độ. Tống Thư Hàng xoa xoa đầu. Nhưng mà không cần lo lắng từ khi bắt đầu tu chân đến giờ hắn đã có kinh nghiệm trải qua mấy lần tăng vọt về thể chất và cường độ rồi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian là hắn sẽ thích ứng nhanh thôi. Tống Thư Hàng đáp đất an toàn. Tứ Tu vươn móng vuốt ra gẩy nhẹ hắn một cái. Pháp thuật hong khô phủ xuống làm cho nước trên người hắn bốc hơi lên. "Cảm ơn Tứ Tu tiền bối." Tống Thư Hàng cảm kích nói. "Không cần khách khí, khi hơi nước bốc lên khỏi người ngươi thì mùi hành lại càng đậm, thơm ơi là thơm." sư tử bạch ngọc liếm môi. Điệu má, tứ tu không định đớp mình đấy chứ. Tống thư hàng hốt hoảng trong lòng. Tống nhất đạo hiếu, đây là di động và túi thu nhỏ một tấc của ngươi. Đây là cộng hành tinh ngươi nuôi. Lục tu cô nương trả lại đồ đạc của tống thư hàng cho hắn. Vốn dĩ cô định bốc cho thông nương một quẻ xem cô có duyên phận gì với bát tu không. Thế nhưng cả người thông nương đều bị hòa tan hết. Không có mặt, không có tay, không có chân, không làm sao mà tính khỏe được, đành phải đợi tới lần sau thôi. Tống Thư Hàng hỏi, thông nương không sao chứ? Lục Tu giơ chậu hoa trồng thông nương lên, chắc là không sao đâu, vì còn dễ cho nên hẳn là thân thể vẫn lớn lên được. Có điều, có lẽ sẽ có chút bất chắc nho nhỏ. Tống Thư Hàng, bất chắc gì? Lục Tu, người cảm ứng cẩn thận một chút là thấy, trên cộng hành tinh này không còn yêu khí tống thư hàng dùng tinh thần lực miễn cưỡng lắm mới vận chuyển được để cảm ứng một chút trên dễ hành bám vào mộ đạo thạch của thông nương đã không còn yêu khí nữa yêu khí của thông nương rất cường đại bởi vì dù sao cô cũng là đại yêu sống mấy trăm năm cơ mà tuy rằng cô không biết thao túng yêu khí của mình như thế nào nhưng yêu khí của cô vẫn dọa được người ta lần đầu gặp nhau suýt nữa thì cô đã dùng yêu khí để dọa được tống thư hàng rồi thế mà bây giờ trên thân cô không còn một chút yêu khí nào nữa không phải biến mất ở bên ngoài mà là mất sạch từ trong dễ của thông nương vậy cô ấy bây giờ còn là yêu tinh không tống thư hàng hỏi yêu tinh mà không có yêu khí ư lục tu nghĩ ngợi rồi đáp chắc vẫn là yêu tinh yêu khí chỉ là một loại năng lượng mà thôi ô tô không có xăng thì vẫn là ô tô mà cũng đúng tống thư hàng nói ừm vấn đề ở đây là có lẽ tương lai cái ô tô này không dùng xăng nữa mà chạy bằng dầu thực vật ấy Lục Tu lại bổ sung một câu. Tống thư hàng gạch nối, đổi sang chạy bằng dầu thực vật là ý gì? Chẳng lẽ về sau Thông Nương không dùng yêu khí nữa mà dùng một loại năng lượng khác à? Bánh răng nhân sinh đôi khi sẽ dễ theo hướng mà ngươi không sao tưởng tượng ra được. Thông Nương trong tương lai không dùng sang chiến đấu nữa mà dùng dầu thực vật, đúng là không ngờ nổi mà. Được rồi, dù sao thì Thông Nương cũng không dùng đến yêu khí. Khi chiến đấu với mình trong lần đầu gặp mặt, cô còn dùng công pháp Phật môn đường đường chính chính cơ mà. Nếu có thể thì lại chọn một bộ công pháp thích hợp cho thông nương tu luyện đi. Nếu tắm thuốc xong rồi thì đi theo ta, đám người thất tu đã ở bên ngoài chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Sư tử Bạch Ngọc tứ tu nhảy nhẹ một cái, đi trước dẫn đường. Được, Tống thư hàng gật đầu nói. Lúc gần đi thì hắn nghĩ đến một việc. Đúng rồi, Lục tu tiền bối, có thể bán cho ta thêm mấy phần tài liệu thuốc để tắm kia không? Không thành vấn đề, chỉ là một ít dược liệu cấp thấp thôi, ta có nhiều lắm, bán cho ngươi với giá 7 viên linh thạch tam phẩm hết nhé. Lục tu cô nương, tống thư hàng, xin hãy bán cho ta 10 phần. Trong tay hắn bây giờ còn 9 viên linh thạch tứ phẩm và 3 viên linh thạch tam phẩm. Thế nhưng trong đó có một viên linh thạch tứ phẩm đã dùng mất một nửa rồi. Cho nên giữ lại một viên linh thạch tứ phẩm để phòng lúc cần thiết. Còn lại 7 viên linh thạch tứ phẩm vừa hay đổi được 10 phần tài liệu thuốc để tắm. Còn chỗ linh thạch nợ bạch tôn giả, thì thôi cứ nợ tiếp đi, một ngày nào đó rồi trả lại sau. Nếu có thể thì Tống Thư Hàng hy vọng mình có thể đổi được nhiều dược liệu một chút. Bởi vì nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không mua được dược liệu với giá rẻ nữa. Sau khi đổi dược liệu xong, Tống Thư Hàng và Sư Tử Bạch Ngọc Tứ Tu rời khỏi mộ của Lục Tu, trở về tiên thuyền. Sau đó, tiên thuyền đưa họ về mặt trăng mộ của lục tu tôn giả đằng sau ẩn vào hư không rồi từ từ biến mất. Cổ mộ này biết di chuyển, trừ khi chính lục tu cô nương đồng ý thì muốn gặp được nó phải xem vào may mắn. Thư hàng tiểu hữu cũng ký khế ước sao, thất tu tôn giả ngồi bên cửa sổ tiên thuyền nhìn trời sao, mỉm cười nói. Ừm, um, đúng vậy, tống thư hàng gật đầu thế nhưng lục tu tiền bối nói quẻ tượng của ta khá kỳ lạ. Chắc là ta không có duyên phận gì với cửu tu phượng hoàng đau đâu, góp cho đủ số thôi. Thất Tu Tôn giả mỉm cười. Ha ha, duyên phận ít nhiều không sao cả, có duyên chính là có duyên. Sau khi tiên thuyền bay trong vũ trụ hơn 10 phút thì tốc độ hơi chậm lại. Thất Tu Tôn giả đột nhiên nói: "Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta sắp tạm biệt nhau rồi. Đợi một thời gian nữa, bao giờ ta khám phá ra bí mật của Hồ Lô thì sẽ lại tìm ngươi." "Tạm biệt, Thất Tu tiền bối muốn đi đâu sao?" Tống Thư Hàng tò mò hỏi. "Ừm, đương nhiên là ta về động phủ của mình rồi nhóm của thư hàng tiểu hữu mới phải rời đi hôm đó bạch đạo hữu cố ý lên mạng hàn huyên với ta một chút hắn bảo ta sau khi thám hiểm xong mộ của lục tu tôn giả thì thả tiểu hữu ra vũ trụ chơi thất tu tôn giả dựng thẳng ngón tay cái bạch đạo hữu nói chuyến du hành vũ trụ này chính là một cuộc rèn luyện đối với thư hàng tiểu hữu tống thư hàng gạch nối giờ thì thư hàng tiểu hữu chuẩn bị lên đường đi ta chuẩn bị hết các thứ cho ngươi rồi này, khoang vũ trụ và trang phục du hành vũ trụ đều đủ cả. Thất tu tôn giả cười nói. Tống thư hàng, gạch nối. Thư hàng, cố gắng lên nha. Ngư kiều kiều cười vỗ vai tống thư hàng, chuyến này ta không đi cùng ngươi nữa đâu. Ta phải về địa cầu trước một chuyến. Hả hả hả, kiều kiều, cô muốn vứt bỏ ta sao? Tống thư hàng kêu lên. Ngư kiều kiều nói. Ha ha, ta đã có nguyệt quang thạch trong tay, không cần tu luyện gần mặt trăng nữa. Mặt khác, có nhớ cái tên viết tiểu thuyết rất thú vị mà ta nói lần trước không? Ờ, Kiều Kiều, cô mà không nhắc tới thì tôi cũng gần quên rồi. Tống Thư Hàng nhớ ra. Hắn còn hứa sẽ quay một bộ phim với Bạch Tôn giả cơ mà. Tống Thư Hàng muốn quay một bộ phim ngắn về mấy chuyện thường ngày để nhà mình xem thôi. Tết nhất sẽ nhờ ba Tống chiếu cho mọi người xem cho vui là được. chương 536, các kiểu khách mời bất ngờ. Vì thế, Ngư Kiều Kiều bỏ lại mấy người Tống Thư Hàng, một mình trở về trái đất để bắt tác giả đáng yêu kia rồi. Còn Tống Thư Hàng, sở sở, Lý Âm Trúc thì bị thất tu tôn giả bắn từ thuyền tiên vào vũ trụ minh mông. Đúng thế, không sai, họ bị bắn đi đấy. Lúc đó, sở sở và Lý Âm Trúc chui vào cái khoang không gian nhỏ hẹp, Tống Thư Hàng thì mặc bộ quần áo du hành dày cộp, bị khóa vào khoang không gian, chuẩn bị xuống khỏi thuyền tiên. Thất tu tôn giả hỏi với thái độ vô cùng thân thiết, "Chuẩn bị xong rồi chứ?" "Tống thư hàng, chuẩn bị xong rồi." "Thất tu tôn giả, có muốn được thử một lần không?" "Tống thư hàng, thử một lần ư? Thất tu tiền bối muốn tặng ta cái gì sao? Được chứ." Sau đó, thất tu tôn giả nhét thẳng bọn họ vào trong một thứ giống như ống pháo, "Boom", một tiếng, bắn bọn họ đi mất. Quả thật là bị bắn đi đấy thất tương đương tu tương đương tiền tương đương bối tương đương ta ngài. Tống thư hàng hoảng sợ kêu lên một tiếng thảm thiết, không thể để hắn xuống thuyền một cách bình thường sao. Rõ ràng là thuyền tiên có cửa mà. Thuận buồm xuôi gió nhé, qua cửa sổ của thuyền tiên, vẫn có thể nhìn thấy thất tu tôn giả đang lưu luyến vẫy tay với bọn hắn. Cứ như thế, Tống Thư Hàng không biết đã bị thất tu tôn giả bắn tới chốn nào rồi. Nơi đây không phải là trái đất, Tống Thư Hàng cũng không có mấy loại công nghệ tiên tiến không tưởng như hệ thống hướng dẫn vũ trụ, hiện giờ hắn không thể nào xác định được tọa độ của mình. Cứ để mặc cơ thể bay ở trong vũ trụ, Tống Thư Hàng nói khẽ, đây là thí luyện của Bạch Tiền Bối sao. Vốn hắn tưởng rằng Bạch Tiền Bối đưa hắn lên vũ trụ là trừng phạt hắn vì không lọt vào top. Mười trong cuộc thi máy kéo tay cầm, bây giờ nhìn lại, Bạch Tiền Bối còn bố trí những gì trong vũ trụ để đợi hắn tới thí luyện nữa thì phải. Chấm Lúc này, bên trong chiếc túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng. Vì sự sóc này kịch liệt khi bị pháo bắn, nên ba viên linh thạch cấp 3 mà Tống Thư Hàng tìm lại được sau khi giao dịch với Lục Tu cô nương tiếp xúc với con rối gỗ tinh xảo kia. Cũng giống hệt lần trước, khi ba viên linh thạch cấp 3 tiếp xúc với con rối gỗ thì đều dung nhập vào trong cơ thể con rối gỗ, hoàn toàn bị hút sạch, không sót lại một mảnh vụn nào. Đợi đến lúc nào đó Tống Thư Hàng lại mở túi thu nhỏ một tấc ra thì hắn sẽ phát hiện ra một việc đáng sợ, linh thạch của hắn lại hết sạch rồi. Trên đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu, tại nhà của Tống Thư Hàng. Hôm nay, cạnh nhà Tống Thư Hàng lại có một hàng xóm mới chuyển đến. Sau khi gia đình hàng xóm cũ của họ là nhà thím hà nhận được một cái giá hậu hĩnh đến mức không thể từ chối được thì cả nhà bà ấy lập tức hoàn thành việc dọn nhà và chuyển nhượng quyền sở hữu của căn nhà trong vòng hai ngày. Joseph Guy Maupassant đánh giá căn nhà mới với vẻ hài lòng, người chủ nhà trước kia thím Hà là một người phụ nữ có bệnh sạch sẽ, thế nên nhà của bà ấy trước giờ đều gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa. Của là một nơi rất tuyệt vời. Joseph than lên một tiếng hài lòng. Đứng bên cạnh hắn, trên gương mặt cô con gái kỳ song tuyết đang tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lúc cô nghe thấy cha mình đột nhiên muốn mua một căn nhà tại Hoa Hạ, cô còn tưởng rằng ông sẽ mua một căn nhà ở vùng Giang Nam bởi vì trường đại học giang nam chính là nơi mà cô đang theo học nhưng cô hoàn toàn không ngờ ông lại đi mua nhà ở thành phố văn châu một nơi cách đại học giang nam rất xa ba của cô lại nổi cơn điên gì thế này bà joseph cũng không thể hiểu được cách làm của chồng mình nếu như đã chuyển đến đây thì việc tiếp theo là phải chuẩn bị vài món quà nho nhỏ để đi thăm mấy hàng xóm mới joseph nói một cách vui vẻ hàng xóm mới ư Kỳ song tuyết hỏi với vẻ nghi hoặc nhà nào vậy ạ? À? Nhà sư phò của ba, Joseph cười ha ha nói. Sư phò á, đột nhiên trong lòng kỳ song tuyết dâng lên dự cảm không tốt là nhà của vị bạn học tống thư hàng kia sao? Ha 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 ha, Joseph cười lớn với vẻ đắc ý. Cho dù là kiểu con gái dịu dàng như kỳ song tuyết thì lúc này cũng có ý nghĩ muốn nổi đoá lên. Đây là cơ hội mà ba vất vả lắm mới tranh thủ được đấy. Joseph nói một cách vô cùng đắc ý, ông còn nhớ loáng thoáng, ông đã từng nói với sư phụ Tống thư hàng là muốn dọn đến làm hàng xóm với sư phụ, sư phụ cũng đồng ý rồi. Ừm, chỉ có một vấn đề là, dù thế nào Joseph cũng không nhớ được, mình đã nói là muốn dọn tới làm hàng xóm với sư phụ vào lúc nào và ở đâu vậy nhỉ? Trên hòn đảo thần bí, tuy rằng ký ức của tất cả mọi người đều bị xóa rồi, nhưng có những thứ đã nằm sâu trong tiềm thức cho dù trí nhớ không còn nữa nhưng những thứ đó vẫn sẽ còn sót lại. Cũng giống như Joseph vậy. Nhưng mà bất luận thế nào, tóm lại hắn đã chuyển đến làm hàng xóm với sư phụ Tống thư hàng rồi, sau này sẽ có nhiều thời gian để xin sư phụ dạy thần công hơn. Sau đó, trong tình trạng Joseph mặt đầy vui vẻ, vợ của hắn thì mê mang khó hiểu, con gái Kỳ Song Tuyết đầy lúng túng, họ đến nhà Tống thư hàng để thăm hỏi vào lúc Joseph đến nhà thăm hỏi thì nhà Tống Thư Hàng còn có một vị khách nữa là Vân Vụ Đạo Trưởng. Gần đây Vân Vụ Đạo Trưởng thường xuyên ghé thăm nhà Tống Thư Hàng. Trong thời gian này, Đạo Trưởng đã trở thành người bạn thân, không có gì giấu nhau của ba Tống và mẹ Tống. Gần đây ba Tống đang chuẩn bị mở công ty chế tạo máy tập thể hình với hai người bạn của mình. Vốn ba Tống muốn đợi sau khi Tống Thư Hàng tốt nghiệp, không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến việc học của hắn cũng không còn những nỗi lo toan buồn phiền thì ông sẽ từ chức ở chỗ mạng lưới điện quốc gia, tranh thủ lúc chưa già cùng hai người bạn của mình liều một phen. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Năm nay, họ gặp được một cơ hội rất tốt, có một ông chủ của một xưởng chế tạo máy tập thể hình tại thành phố Văn Châu mắc bệnh, cần tiền gấp để chữa bệnh, vì vậy ông ấy chuẩn bị nhượng lại cả xưởng lẫn toàn bộ thiết bị. Nếu như có thể mua được xưởng chế tạo đó thì sẽ giúp ba người ba tống tiết kiệm được rất nhiều công sức. Trong phòng khách, Vân Vũ đạo trưởng và ba tống đang nói tới chủ đề thiết bị tập thể hình, tuy rằng Vân Vũ đạo trưởng mới tiếp xúc với thiết bị tập thể hình hiện đại không lâu nhưng hắn là tu sĩ kim đan ngũ phẩm, trên phương diện tập thể hình, đạo trưởng cũng nói đến một vài ý tưởng và phương pháp, dẫn dắt rất nhiều cho ba tống. Ba tống càng coi Vân Vũ đạo trưởng như chi kỳ thân thiết. Vân Vũ đạo trưởng nhấp một ngụm linh mạch bích trà, thầm thở dài một hơi, lấy điện thoại của mình ra gần đây vân vụ đạo trưởng đã bỏ cái nick chat mà hắn dùng khi bị Hoàng Sơn chân quân chèn ép. Hắn chuyển sang dùng một phần mềm chat trên di động có nhiều chức năng hơn. Đây là phần mềm ba tống giới thiệu cho hắn, nghe nói 60% người trong cả nước đều sử dụng phần mềm này. Vân vụ đạo trưởng mở điện thoại ra, đăng một status trên dòng thời gian của mình. Tiêu đề, gần đây vẫn luôn làm khách ở nhà của một vị tiểu hữu vốn muốn đến ăn ké chút điểm kinh nghiệm nhưng không ngờ tiểu hữu lại không có nhà đắng lòng quá. Mấy ngày trước, khó khăn lắm tiểu hữu mới về nhà một chuyến nhưng lại bỏ lỡ ta một cách hoàn mỹ. Của là làm người ta phiền lòng, hy vọng tiểu hữu sớm ngày về nhà, tim của ta mệt mỏi quá. Đính kèm, hai bức ảnh tự sướng của vân vụ đạo trưởng. Nhưng mà, chỉ có lác đác vài người like, bạn bè cũng chả có mấy người. Dù sao thì đây cũng không phải ảnh tự sướng của em gái xinh đẹp nên cũng chẳng mấy người xem điều này làm vân vụ đạo trưởng có chút nhớ thương đến phần mềm chat mình dùng lúc bị chèn ép lúc đó bất luận hắn có đăng status như thế nào thì ngay lập tức cũng có mấy trăm người vào like comment cái cảm giác được nhiều người ủng hộ làm vân vụ đạo trưởng vô cùng yêu thích đáng tiếc không thể dùng lại phần mềm chat đó nữa rồi vân vụ đạo trưởng cảm thán hắn đã phát hiện ra vấn đề của cái phần mềm chat đó rất có thể trong đó có nick nhỏ của hoàng sơn chân quân không là âm mưu vì thế, Vân Vũ đạo trưởng mới quyết đoán thay đổi phần mềm chat của mình. Nhưng trong cái phần mềm chat mới này, số lượng bạn bè của hắn không tăng lên được, 6 người vào like và comment ít vô cùng, điều này khiến Vân vụ đạo trưởng cảm thấy bản thân như đang dùng máy tính không nối mạng ấy. Cả gia đình Joseph đi tới trước cửa nhà Tống thư hàng rồi bấm chuông cửa. Nghe được tiếng chuông cửa, mẹ Tống bèn đến mở cửa sau đó bà nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang đứng trước cửa nhà mình cười một cách ngốc nghếch bên cạnh ông là một người phụ nữ hoa hạ có nụ cười xinh đẹp đằng sau ông còn có một thiếu nữ con lai tóc vàng mẹ tống hỏi xin chào các vị tìm ai vậy xin chào xin hỏi đây có phải là tống thư hàng sư phò người đàn ông nước ngoài kia nói nhưng ông mới nói được mốt nửa thì cô gái con lai đằng sau ông đã vôi vàng cướp lời chào bác gái Xin hỏi đây là nhà của bạn Tống thư hàng ạ?" À? Mẹ Tống chớp chớp mắt, "À, đúng thế. Nhà chúng cháu mới chuyển đến gần đây, nghe nói nhà bạn Tống thư hàng cũng ở đây nên liền đến thăm." Cô gái con lai like kia trả lời rất lễ phép. Người đàn ông nước ngoài kia cũng đồng thời giơ tay ra đưa cho bà một hộp quà lớn, chỉ là chút tấm lòng, chút tấm lòng thôi. Người đàn ông người nước ngoài này nói tiếng Trung rất lưu loát. Mẹ Tống lại chớp mắt lần nữa, "Lại là bạn của thằng nhóc Tống thư hàng sao?" Sau đó, bà nở một nụ cười sáng lạn, mời ba vị khách vào trong nhà, "Mời vào, chỉ cần đến chơi là quý hóa lắm rồi, không cần phải quà cáp gì đâu, thật đúng là người nào cũng khách sáo như thế." Sau khi vào nhà, Joseph vội hỏi, "Thư hàng sư phò." Ông còn chưa kịp nói xong thì con gái Kỳ Song Tuyết của ông đã cướp lời, "Bác ơi, bạn Tống thư hàng có nhà không ạ?" Mẹ Tống cảm thấy hai cha con nhà này rất thú vị, bà đáp, "Mấy ngày trước, thư hàng đi du lịch với người ta rồi." nói là phải một tháng nữa mới về, các vị tìm nó có việc gì không? tôi có thể gọi điện liên lạc với nó. cũng không biết ở đây gọi cho tống thư hàng thì hắn có nhận được hay không nữa. nếu giả sử có thể gọi được thì không biết phí điện thoại phải tính thế nào đây. không có việc gì đâu, bác không cần phải gọi điện thoại đâu ạ. À. kỳ song tuyết mỉm cười, một tháng sau mới quay về, quả là tuyệt. lúc đó vừa hay đã khai giảng rồi, đúng là một tin tốt. joseph lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng Joseph không thất vọng quá lâu, vì ông nghĩ đến một chuyện. Sư phụ Tống thư hàng của ông đã từng nói, thần công tuyệt thế đó là tuyệt học gia truyền. Nếu như là tuyệt học gia truyền thì giữa ba tống và mẹ tống, chắc chắn có một người là cao nhân tuyệt thế. Theo như quy tắc, công phu gia truyền không truyền cho người ngoài, của Hoa Hạ thì rất có thể cha của sư phụ Tống thư hàng chính là vị cao nhân kia. Có lẽ, ông có thể lãnh giáo thần công với ba tống dù nói thế nào thì hiện giờ ông cũng là đệ tử dự bị của sư phụ Tống Thư Hằng mà. Nghĩ tới đây, linh hồn, công phu Trung Quốc, trong lòng Joseph lại cháy hừng hực. Nếu như không phải bây giờ trong phòng khách còn có một vị khách lạ mặt là vân vụ đạo trưởng thì nói không chừng ông đã xông đến trước mặt của ba Tống rồi đánh một bộ tuyệt học võ lâm để ba Tống chỉ giáo đôi điều rồi. Trong lúc cả nhà Joseph đến làm khách, ở cách nhà Tống Thư Hàng không xa, có hai bóng người đang lén lén lút lút đến gần nhà Tống Thư Hàng. Phía trước chính là nhà của cái tên, thư sơn áp lực đại kia sao? Một tên mặc áo bảo đen nói nhỏ. Đây là tình báo sư huynh công tử Hải Đích Thân cung cấp cho ta, sẽ không sai đâu. Tên mặc áo bảo đen còn lại trả lời, đồng thời trong mắt hắn cũng lộ ra ánh sáng hưng phấn. Nếu như chúng ta có thể bắt được người nhà của cái tên thư sơn áp lực đại kia làm con tin thì có thể đổi lấy các phong chủ của vô cực ma tông chúng ta từ tay tên thư sơn áp lực đại và thất tu tôn giả đó về. Đây là một công lớn đấy nói không chừng còn có thể đổi cả cái, vệ hồn yêu hồ kia nữa ấy chứ. Hai mắt của tên áo bảo đen số một sáng lên. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể lấy được phần thưởng lớn của tông môn, nói không chừng đây còn là cơ hội cho chúng ta tấn thăng lến kim đan linh hoàng ngũ phẩm nữa cũng nên. Tên áo bảo đen số 2 nói với vẻ vô cùng kích động. Hai tên mặc áo bảo đen này chính là hai đệ tử vô cực ma tông mà Tống Thư Hàng gặp phải khi vừa lên vũ trụ. Lúc ấy, Bọn chúng muốn bắt tống thư hàng để đến chỗ sư huynh công tử Hải Tranh công, nhưng không ngờ lại gặp phải đội tu sĩ đòi lương, kết quả là cả người chúng bị cướp sạch sẽ. Tên áo bảo đen số 1 và áo bảo đen số 2 tiếp tục quan sát tình hình trong nhà tống thư hàng. Một đôi vợ chồng trung niên, chắc là cha mẹ của thư sơn áp lực đại rồi. Còn có một đôi vợ chồng người nước ngoài và một cô con gái, chắc là khách hoặc là thân thích, nếu như họ đã ở đây thì bọn chúng tiện tay bắt hết một lượt luôn nói không chừng còn có thể đổi thêm chút linh thạch nữa chứ. Còn có một người đàn ông bình thường, hình như cũng là khách. Vân vụ đạo trưởng là một tu sĩ kim đan linh hoàng không ăn đan dược, mà chỉ dựa vào tu vi tích lũy ngày này qua ngày khác của bản thân, dám tấn thăng dưới, ngũ chỉ sơn phong ấn pháp. Cơ sở của hắn vững chắc đến mức đáng sợ. Vì thế, nếu như vân vụ đạo trưởng che giấu khí thức của mình thì hai đệ tử của vô cực ma tông này căn bản không thể phát giác được tu vi của hắn, chỉ coi hắn như một người bình thường mà thôi. Hai tên đệ tử của vô cực ma tông từ từ đến gần nhà Tống Thư Hàng. Cùng lúc hai tên này đến gần nhà Tống Thư Hàng thì bóng người đang ẩn nấp dưới một gốc cây đại thụ gần nhà Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn. Phát hiện hai kẻ khả nghi đang đến gần nhà của bá Đao Đạo Hiếu, xác định là đệ tử của vô cực ma tông, thực lực tiên thiên tứ phẩm, xin phép được bắt chúng lại báo cáo hết người nhận tin nhắn là tô thị a thất tin nhắn trả lời của tô thị a thất nhanh chóng được gửi tới đồng ý cho bắt tiểu đội năm xuất phát không được để lại bất cứ dấu vết gì tô thị a thất rất vui kể từ lần trước tống thư hàng lấy được huyết thần toàn từ tay công tử hải khiến cho kế hoạch của công tử hải không hoàn thành được thì tô thị a thất dám chắc rằng công tử hải sẽ có hành động đối phó với tống thư hàng vì thế hắn ra một nhiệm vụ dài hạn ở phân bộ tại thành phố Văn Châu của Thiên Hà Tô Thị, theo dõi nhà của thư hàng tiểu hữu, nếu như có thể bắt sống người của vô cực ma tông thì có thể đến chỗ hắn lĩnh thưởng. Vốn dĩ Tô Thị A thất cảm thấy, với sự lợi hại của công tử Hải thì nhiệm vụ này ít nhất phải mất vài năm mới có thu hoạch. Nhưng không ngờ, hắn mới chỉ treo nhiệm vụ một tháng mà đã có thu hoạch rồi. Khu Giang Nam, tại nhà Cao Mỗ Mỗ. Hôm nay Cao Mỗ Mỗ cảm thấy có chút không yên lòng, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. chương 537, Di tộc Cổ Vu Tại nhà Tống Thư Hàng Trong phòng khách, vân vụ đạo trưởng đang uống trà nói chuyện với ba Tống thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Khí tức của hai tên tu sĩ tứ phẩm ngư, bọn chúng tới gần đây làm quái gì nhỉ? Vân vụ đạo trưởng thầm nhíu mày lại, chẳng lẽ bọn chúng tới đây vì mộ đạo thạch ư? Tống Thư Hàng Tiểu hữu cũng hiểu rõ sự chân quý của mộ đạo thạch, hơn nữa còn có mấy vị tiền bối cường đại ở bên chỉ điểm hắn sẽ không ngốc đến nỗi để người khác biết đến sự tồn tại của ngộ đạo thạch chứ nếu như không phải là vì ngộ đạo thạch thì hai tên tu sĩ tiên thiên tứ phẩm này lén lút đến gần đây để làm gì tốt nhất là bọn chúng không tới vì ngộ đạo thạch nếu không thì nếu không thì cái con khỉ ấy ngộ đạo thạch cũng đâu có ở đây đâu đúng vào lúc này tình hình bên ngoài có thay đổi trong lúc tên áo bảo đen số 1 và tên áo bảo đen số 2 tiếp cận nhà tống thư hàng thì tên áo đen số 1 cảm thấy trước mắt tối đen, bổ nhào một cái, ngã lăn ra đất. Bị kẻ khác đánh trộm rồi ư? Tên áo đen số 2 lập tức nâng cao 12 phần đề phòng tu sĩ đạt cảnh giới tứ phẩm bình thường nếu không thất thần thì tuyệt đối không thể bị té ngã như thế, chắc chắn có người đánh lén. Trước khi tới đây, sư huynh công tử Hải đã nhắc đi nhắc lại với bọn chúng rằng Lúc tiếp cận nhà của tu sĩ thư sơn áp lực đại đó, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bởi vì nói không chừng sẽ có tu sĩ cường đại ở đó. Trên cả đoạn đường này áo đen số 1 và áo đen số 2 đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng không ngờ tới, bọn chúng vẫn trúng bẫy của người khác. Lúc này, tên áo bảo số 2 cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy cái tên ẩn nấp trong chỗ tối kia rất hiểu bọn chúng, hay nói cách khác là hiểu rõ, Vô Cực Ma Tông, bọn chúng hiểu được thói quen hành động của chúng, hiểu đặc điểm tấn công và nhược điểm của chúng, thậm chí còn biết cách tấn công thế nào để tạo thành một chiêu tất sát với chúng nữa. Loại cảm giác này, quả thật là cảm giác thiên địch. Tên áo đen số 2 giữ cảnh giác, đồng thời cẩn thận đến gần tên số 1, hắn muốn thử xem liệu có thể đánh thức được đồng bọn của mình hay không. Trong lúc tên số 2 đang cẩn thận di chuyển thì một miếng kim loại vàng óng xuất hiện tại góc chết mà hắn không cảm nhận được, đập thẳng vào gáy hắn tên số 2 bị đập mất đi. Sau đó, có 5 thành viên của Thiên Hà Tô Thị xuất hiện. Một người trong số đó cầm một mũi tên lông tơ, người đánh ngất tên áo đen số 1 chính là hắn. Một người khác vẫy tay một cái, gọi thỏi vàng về. Hai vị tu sĩ này không phải là thành viên của tiểu đội 5 mà Tô Thị A thất phái tới. Họ chính là đội săn thú do Thiên Hà Tô Thị đặc biệt bồi dưỡng ra. Họ chuyên phụ trách truy tung, săn bắt những kẻ thù của Thiên Hà Tô Thị đối với công pháp cơ sở của vô cực ma tông có thể nói hai thành viên của đội săn bắt này rõ như lòng bàn tay đích thực có thể xưng là thiên địch của những đệ tử vô cực ma tông bình thường bọn họ cũng không phải cố ý đến đây thực hiện nhiệm vụ truy bắt những nhiệm vụ nhỏ thế này không cần bọn họ phải đích thân ra tay bọn họ xuất hiện tại đây hoàn toàn chỉ là vì trùng hợp thôi hôm qua bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ và đang quay về thiên hà tô thị họ đi ngang qua thành phố văn châu trùng hợp là hai người họ và những thành viên trong tiểu đội 5 là người quen cũ, vì thế họ liền qua đây ôn chuyện với các thành viên của tiểu đội 5. Tiếp đó, biết được tiểu đội 5 phải đi bắt hai tên đệ tử của vô cực ma tông, họ liền thuận tay giúp đỡ một chút. Bọn họ ra tay giống như người chơi chuyên nghiệp bắt nạt tay mơ vậy. Hai tên đệ tử vô cực ma tông này gần đây ra ngoài chắc chắn không dẫm vào phân chó, nên không được may mắn. Trong vũ trụ thì gặp phải tiểu đội chuyên đòi nợ, về đến trái đất thì lại gặp ngay tiểu đội săn bắt của Thiên Hà Tô Thị, đúng là mệt tim hết sức. Ba thành viên của tiểu đội năm mỉm cười, bước lên trói hai tên đệ tử của vô cực ma tông lại. Nhiệm vụ hoàn thành, đợi lúc thất ca phát giải thưởng xuống thì ta mời ngươi đi uống rượu. Ba thành viên tiểu đội năm cười ha ha, nói. Nhưng trong lúc bọn họ đang cười nói thì cơ thể của hai tên đệ tử vô cực ma tông đang bị trói đột nhiên biến thành một làn huyết vụ, lủi ra bốn phương tám hướng. Hai thành viên của đội săn bắt sáng bừng cả mắt, Kinh Nguyệt Độn Đại Pháp. Ba người của tiểu đội năm cũng đồng thời kêu lên, Huyết Độn Đại Pháp. Huyết Độn Đại Pháp mà lại gọi là Kinh Nguyệt Độn Đại Pháp, cách so sánh này quả thực rất sinh động quá. Huyết Độn Đại Pháp này rất nổi tiếng, người thi triển thuật pháp có thể hóa thành huyết vụ phân tán tháo chạy, cuối cùng tập hợp lại một chỗ, lại hội tụ thành một cơ thể sống như ban đầu. Cho dù trên đường chạy trốn huyết phụ có bị hủy diệt thì cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, bồi dưỡng mấy ngày là lại hồi phục. Nếu như may mắn, một số vật quý giá trên người cũng sẽ được giấu trong, huyết phụ, được, huyết độn đại pháp, mang đi. Thậm chí, khi đã tu luyện, huyết độn đại pháp, tới cảnh giới cao nhất rồi thì chỉ cần một làn huyết vụ có thể chạy thoát được thì cũng có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Vết thương trên người cùng lắm chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là có thể bình phục. Cũng chính vì lẽ đó nên, Huyết Độn Đại Pháp, mới dám xưng là Độn Pháp có thể giúp thoát được một mạng từ trong tay chân quân. Có phải nghe qua thì pháp thuật này rất đỉnh đúng không? Đúng thế, pháp thuật này rất lợi hại, hai thành viên của đội săn bắt cũng không có cách nào để ngăn nó lại. Huyết Độn Đại Pháp, được thi triển cũng đồng nghĩa với mạng quèn của tên áo đen số 1 và áo đen số 2 đã được bảo toàn rồi. Nhưng cho dù không cản được Huyết Độn Đại Pháp, các thành viên của đội săn bắt vẫn lấy được một số lợi ích từ nó chỉ thấy hai thành viên đội săn bắt vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy đám huyết vụ đó, sau đó bỏ chúng vào trong những chiếc chai, chiếc bình đặc biệt. Bị mất đi một ít huyết vụ cũng không ngăn được hai tên mặc áo bảo đen đó bỏ chạy. Nhưng chỉ cần những huyết vụ khác của hai tên này bay về hóa thành hình người thì những huyết vụ bị phong ấn này sẽ hóa thành nguyên hình. Một phần trong đó sẽ biến thành bảo vật mà tên áo bảo đen số 1 và số 2 mang theo bên người. Nhưng phần nhiều trong đó sẽ hóa thành những khối tinh thể màu máu có năng lượng tinh khiết, những tinh thể có màu máu này không thể hấp thu trực tiếp như linh thạch được nhưng lại có thể thay thế cho linh thạch để lắp vào con rối hay trận pháp. Ngoài ra, có một phần huyết vụ có khả năng sẽ hóa thành một loại máu màu bạc. Máu màu bạc này chính là tinh thần lực của tên áo bảo số 1 và số 2 ngưng tụ lại. Trong đó có chứa một phần ký ức của hai tên này. Đối với các thành viên của Thiên Hà Tô thị, mục đích bắt hai tên này chính là tra hỏi bọn chúng moi ra tin tình báo liên quan đến vô cực ma tông. Nếu như có thể lấy được ngân huyết từ đám huyết vụ này thì nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành rồi. Huyết vụ tản ra và biến mất nhanh chóng. Nhưng hai thành viên của thiên hà tô thị vẫn bắt được một lượng lớn huyết vụ. Lúc này, vô cực ma tông, dưới cửu nhãn ghìa ma đường, trên đỉnh núi, ma hầu phong thứ 69. Mây mù vần quanh vách đá, con rối của công tử hải từ từ đứng lên, Trước người công tử Hải có hai lá phù văn. Lúc này, hai lá phù văn đột nhiên bốc cháy trong không trung. Huyết độn đại pháp trên người hai vị sư đệ bị kích hoạt rồi. Cơ thể con rối của công tử Hải đung đưa theo gió, nó lên tiếng. Phù văn huyết độn đại pháp trên người hai đệ tử vô cực ma tông là do công tử Hải thầm tặng cho chúng. Dù sao thì trong nhà cái tên Thư Sơn áp lực đại kia rất có thể có cao thủ. Công tử Hải cũng không thể để hai đệ tử cấp 4 chịu chết vô ích được phân hồn của An Chi Ma Quân xuất hiện, đáp điều này cho thấy, gần nhà cái tên Thư Sơn áp lực đại kia có người ẩn nấp bảo vệ. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu, công tử Hải gật đầu nói hai vị sư đệ mặc áo bảo đen kia bị hắn coi như con cờ giò đường. Lúc này, một cây trúc màu tím chui ra từ bên người con rối của công tử Hải, cây trúc màu tím này chính là hóa thân của chính năng, tiên nông tông, ta nhận được tin tức, sau khi cuộc thi máy kéo tay cầm, lần trước kết thúc thì huyết thần toàn, trên người Thư Sơn áp lực đại đã được giao dịch với một tu sĩ tên là Phủ Chủ Thất Sinh Phù. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, thậm chí Phủ Chủ Thất Sinh Phù còn cố ý lan truyền việc này cho Tống Thư Hàng, chính là chủ động ôm việc này vào người muốn lấy được huyết thần toàn, có bản lĩnh thì đến tìm ta đây này. Phủ Chủ Thất Sinh Phù, tu vi thế nào? An Chi Ma Quân hỏi. Cây trúc màu tím trả lời, tu vi tứ phẩm đỉnh phong, có khả năng sắp trùng kích lên cảnh giới ngũ phẩm chỉ có cảnh giới tứ phẩm thôi sao? Vậy chúng ta phái người đi, cướp lại huyết thần toàn từ trong tay hắn thôi. Tuy rằng chúng ta đã có huyết hải ngọc rồi nhưng nếu có thêm một phần, huyết thần toàn, thì khi luyện kim đan, số lượng long văn sẽ càng ổn định hơn. An Chi Ma Quân nói. Lúc này, con dối công tử hải lại lắc đầu, nếu như, phù chủ thất sinh phù, mà ngươi nói là một đại sư luyện phù thì chúng ta không có cách nào ra tay với hắn. Tại sao chứ? An Chi Ma Quân hỏi với vẻ hiếu kỳ dù cho ta có dám đi chọc vào thiên hà tô thị thì cũng không muốn động chạm với thế lực đằng sau, phủ chủ thất sinh phù. Ta thích khiêu chiến kích thích trong làn danh sinh tử nhưng ta sẽ không làm những chuyện mà chắc chắn 100% là sẽ chết. Con dối công tử hải cười ha ha, nói. Cái thế lực sau lưng phủ chủ thất sinh phù kia, không nhiều người biết, nhưng những người biết nó tồn tại đều không muốn trở thành kẻ địch của nó. An Chi Ma Quân thấy trong lòng rất khó chịu, hắn nói, vậy thì huyết thần toản của chúng ta nên làm thế nào đây? Tạm thời, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống. Nếu như huyết thần toàn đã không có trên người thư sơn áp lực đại thì chúng ta cũng có thể giảm theo dõi hắn một chút. Công tử Hải nói, ân oán với Tống Thư Hàng chỉ có thể đợi bọn hắn tấn thăng lên ngũ phẩm thành công, củng cố cảnh giới rồi lại nói tiếp. Chuyện này sẽ không kết thúc thế này đâu. Được rồi, cũng chỉ đành như thế thôi. Chính năng thở dài một hơi, sau đó Hắn bắt đầu dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện, đúng rồi, Đường chủ đã lấy được tuyến đường đi giải cứu 8 vị phong chủ chưa? Theo như kế hoạch của bọn hắn, tốt nhất là để lại một nửa trong số 8 vị phong chủ, như vậy thì bọn hắn mới có thể thay thế họ, chiếm cứ những ngọn núi hiện có, trong thời gian ngắn nhất nâng cao địa vị của bản thân trong vô cực ma tông. Công tử Hải mỉm cười, cũng truyền âm, đã lấy được rồi, đây cũng chẳng phải là tình báo cơ mật gì. Ăn chi ma quân truyền âm với bọn họ, chuyện bên này của ta cũng xong rồi, một phân thân của ta đã tìm ra tung tích của di tộc cổ vu Elis. Chữ Elis, ở đây không phải là một cái tên tiếng Anh mà là một âm đọc, hay nói cách khác là một âm hiệu. Ở địa vực Hoa Hạ, cổ vu là những người tu luyện thượng cổ đã hành tẩu khắp Hoa Hạ vào lúc mà tu chân giả vẫn chưa xuất hiện. Hệ tu luyện của bọn họ có khác biệt rất lớn với tu sĩ, nhưng lúc tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì cũng có thể đảo ngược sông ngòi biển cả, hái sao cách không. Chỉ có điều không biết từ lúc nào, truyền thừa của cổ vu dần dần biến mất, thay thế nó là truyền thừa tu chân giả. Cổ vu dần dần biến mất không có nghĩa là họ đã bị diệt sạch, chỉ là ngày càng khó có thể nhìn thấy họ mà thôi. Âm hiệu chính là thứ chỉ riêng cổ vu mới có. Tên thật của những cổ vu đó trước giờ không tùy tiện nói với người khác tên của bọn họ có chứa các loại năng lượng kỳ diệu vì thế, cổ vu sẽ lấy một âm hiệu, phát âm đặc biệt để thay thế cho tên thật của mình. Điểm này có chút tương tự với đạo hiệu của tu sĩ. Chỉ có điều, âm hiệu của cổ vu là để che giấu tên thật của mình, còn đạo hiệu của tu sĩ thì lại như cái tên thứ hai của họ vậy, thậm chí còn liên kết với vận mệnh của tu sĩ đó. Elis, mà An Chi Ma Quân nói là âm hiệu của một cổ vu, cô ấy là một người của di tộc cổ vu, cảnh giới tu vi của cô ấy không thể dùng cảnh giới của tu sĩ để đo lường được. Nhưng lực chiến đấu của cô ấy có thể so với cấp bậc chân quân. Thậm chí, khi các thủ đoạn như vu trùng, vu độc, vu thuật của cô ấy được sử dụng cùng lúc thì còn mạnh hơn tu sĩ cấp bậc chân quân nhiều. Ba người bọn công tử Hải phải đi tìm vu nữ, Elis, này vì trong kế hoạch sắp tới của bọn chúng cần lợi dụng sức mạnh của cô ấy. Cổ vu Eliza này và thất tu tôn giả là bạn thân, thất tu tôn giả đã nhiều lần cứu cô ấy thoát khỏi nguy cơ sinh tử, cô gái cổ vu kia luôn tìm cơ hội để báo đáp cho thất tu tôn giả. Ba người bọn công tử hải muốn để vài vị phong chủ ở lại chỗ thất tu tôn giả tiếp tục đào khoáng, mượn sức mạnh của cổ vu nữ Elis này là một lựa chọn rất tốt. Công tử hải dự định lúc đường chủ của cửu nhãn thiên ma đường đưa người đi cứu tám vị phong chủ thì hắn sẽ dụ cổ vu nữ này ra, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là có thể khiến cho đường chủ chỉ cứu về được 3 đến 4 vị phong chủ. Những phong chủ khác thì tiếp tục ở lại chỗ thất tu tôn giả đào khoáng đi. Nhưng cái vị di tộc cổ vu này không dễ dàng bị lợi dụng thế đâu. Có lẽ là do phương pháp tu luyện cổ vu nên những cổ vu này đều có thần kinh khác người, lối tư duy thường xuyên lệch pha với người bình thường. Đối với một người tính toán không bỏ sót thứ gì, luôn thích mọi thứ phải nằm trong kế hoạch như công tử Hải thì phiền phức nhất chính là mấy người có lối tư duy khác người thế này. Ai cũng không biết được một giây sau những người này sẽ làm ra chuyện gì bởi vì đến chính bản thân họ cũng không biết một giây sau mình sẽ làm gì. Hy vọng kế hoạch thuận lợi, công tử Hải thở dài một hơi. Đồng thời, con rối của hắn nắm một pháp quyết. Tại thành phố Văn Châu xa xôi, trên đường Bạch Kinh, nhà của Tống Thư Hàng có hai tên đệ tử vô cực ma tông mặc áo bào đen dùng huyết độn đại pháp để bỏ chạy. Có một vài sợi huyết vụ bám trên lá cây ở xung quanh, không bị đệ tử của thiên hà tô thị phát hiện ra sau khi công tử Hải nắm lấy pháp ấn, những sợi huyết vụ này liền biến thành những con nhện kim loại to bằng cái cúc áo. Đệ tử của Thiên Hà Tô Thị ở xung quanh đã rời khỏi. Con nhện kim loại này bắt đầu bò nhanh về hướng nhà của Tống Thư Hàng đây là thứ mà công tử Hải đã thầm giấu trong phù văn huyết độn đại pháp của hai tên đệ tử áo đen kia. Theo kế hoạch thì con nhện kim loại này sẽ âm thầm ở lai nhà Tống Thư Hàng. Còn nhện kim loại này là kế hoạch dự phòng của công tử Hải nếu như kế hoạch dẫn dụ cô gái cổ vu kia thất bại thì hắn có thể khởi động con nhện này, thực thi kế hoạch B. chương 538, hôm qua anh mới ép thêm một em gái dịu dàng, tên là Ngư Kiều Kiều. Nhưng mà, tốt nhất là có thể không dùng đến kế hoạch dự bị này. Thất tu tôn giả rất phiền phức đấy. Nói đúng hơn thì, chỉ cần là tôn giả thì đều là bọn phiền phức cả chỉ cần không cân thận một cái là thân tử đạo tiêu luôn và ngay con nhện kim loại lặng lẽ bò vào trong nhà tống thư hàng mọi thứ đều bình thường không gặp phải kết giới phòng ngự gì cả cũng không bị người khác phát hiện ra công tử hải thầm thở phào nhẹ nhóm hắn điều khiến con nhện bò lên trên đèo treo trên trần nhà trốn vào trong đèn sau khi làm xong mọi việc công tử hải ra lệnh ẩn nấp cho con nhện kim loại đồng thời tạm thời cắt đứt liên lạc để tránh bị tu sĩ cao nhân ở trong nhà, Thư Sơn áp lực đại, phát hiện ra. Làm xong hai tầng bảo hiểm. Tiếc là thời gian không đủ, nếu không thì với tính cách của công tử Hải, chắc chắn sẽ vạch ra từ ba kế hoạch dự phòng trở lên. Chính vào lúc công tử Hải cắt đứt liên lạc với con nhện kim loại thì người vẫn luôn cúi đầu uống trà là vân vụ đạo trưởng hơi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn qua vị trí chiếc đèn treo mà con nhện đang ẩn núp một cái. Đạo trưởng chỉ liếc qua thôi, thậm chí ánh mắt còn không dừng lại trên chiếc đèn lâu thêm chút nào. Sau đó, vân vụ đạo trưởng tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm với ba tống. Joseph ngồi bên cạnh cũng hòa nhập vào chủ đề câu chuyện một cách nhanh chóng. Nhân lúc nói chuyện, tinh thần lực của vân vụ đạo trưởng vẫn luôn theo dõi con nhện kim loại kia. Là đồ, nhìn trộm, sao? Cái tên thả con nhện đó vào đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Suy nghĩ trong chốc lát, vân vụ đạo trưởng quyết định tạm thời không phá hủy con nhện kim loại đó để tránh đánh rắn động cỏ. Hắn nhất định phải làm rõ xem có phải tên kia đến vì ngộ đạo thạch hay không. Nhưng mà, vẫn phải làm một số phòng ngự cần thiết. Vì hắn cũng không thể ở lại nhà tống thư hàng mãi được, hắn còn phải tu luyện, còn phải giải trí nữa chứ. Thế nên, sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ thì vân vụ đạo trưởng đứng lên chào tạm biệt ba tống. Lúc rời khỏi căn phòng, Tay phải của vân vụ đạo trưởng cử động nhẹ một cái, linh lực hóa thành sợi mỏng không không diệu thủ được thi triển. Ngay lập tức, tám cái chân của con nhện kia đều bị vân vụ đạo trưởng cắt đứt, chỉ còn sót lại một cái người không trơ trọi mà thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, vân vụ đạo trưởng mới hài lòng rời khỏi đây. Sau khi vân vụ đạo trưởng đứng dậy tạm biệt, trong lòng Joseph bắt đầu thấy kích động, ông đang chuẩn bị đứng dậy biểu diễn một đoạn, thời đại đang kêu gọi, nhờ ba tống chỉ điểm cho ông. Nhưng đúng lúc này, vợ và con gái Kỳ Song Tuyết của Joseph từ một phòng khác đi ra. hani cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi." Bà Joseph cười nói. Kỳ Song Tuyết cũng nói, "Daddy, người của công ty chuyển nhà tới rồi, chúng ta còn có rất nhiều đồ đạc cần chuyển vào nhà mới đấy." Vì thế, Joseph cũng chỉ đành lưu luyến chào tạm biệt ba tống. Nhưng mà không sao cả, nếu như đã trở thành hàng xóm rồi thì ông còn nhiều thời gian để đến nhà tống thư hàng một ngày nào đó ta cũng có thể giống như sư phụ một quyền tạo ra tiếng động vang như tiếng nổ trở thành một cao thủ võ lâm joseph nghĩ thầm trong lòng giấc mộng công phu hoa hạ mộng tưởng trở thành cao thủ võ lâm từ nhỏ tới lớn của ông cuối cùng cũng được thực hiện rồi a à, tương đương chinese công phu tuyệt vời nhất chấm chấm khu giang nam tại nhà cao mỗ mỗ hôm nay cao mỗ mỗ cảm thấy cả người không thoải mái hắn ngồi trước máy tính để bàn đánh chữ rồi lại ôm lấy laptop ngồi dưới sàn nhà đánh chữ lại nằm bò trên giường dùng ipad để đánh chữ hắn đổi mấy tư thế liền mà vẫn cảm thấy không thoải mái rõ ràng trong đầu hắn đã có đủ các tình tiết rồi nhưng lúc bắt đầu viết ra hắn lại cứ cảm thấy ngón tay cương cứng cả người khó chịu chẳng lẽ chứng ung thư lười của mình lại phát tác sao cao mỗ mỗ lẩm bẩm mỗi tháng đều có một hai ngày như thế trong những ngày này hắn sẽ không muốn đánh chữ, không muốn áp trương mới. Cũng may là hắn còn có bản thảo để dành, mỗi khi không muốn viết thì có thể chống đỡ bằng bản thảo viết sẵn nếu không mỗi tháng đều có mấy ngày không áp chuyện, độc giả nhất định sẽ nghi ngờ giới tính của hắn mất. Nếu như bệnh ung thư lười lại tái phát thì thôi không viết nữa vậy. Cao mỗ mỗ nói, hắn dứt khoát đóng út lại, sau đó mở phần mềm chat ra, đăng lên tài khoản cá nhân của mình và tài khoản chuyên dùng của tác giả, trên nick cá nhân của hắn, Lý Dương Đức và Thổ Ba trả lời hắn vu vơ vài câu, nghỉ hè chả có chuyện gì mới mẻ cả, vì thế hắn lại cãi nhau với bọn Thổ Ba mấy câu. Sau đó hắn kéo khung chat với Tống Thư Hàng lên. Hôm qua, trong lúc rảnh rỗi nhàm chán, hắn đã gửi một tin nhắn có Tống Thư Hàng, tin nhắn của hắn chỉ có hai chữ online không. Mà mãi cho đến sáng nay, Tống Thư Hàng mới trả lời hắn một chữ có. Cao mỗ mỗ gõ tin nhắn trả lời, bây giờ còn online không, đang chơi ở đâu thế? Tống Thư Hàng nhanh chóng nhắn lại, nói ra thì sẽ dọa chết mày, giờ tao đang bay lơ lửng trong vũ trụ, xung quanh chỉ có thiên thạch thôi, chán như con rán. Bây giờ Tống Thư Hàng vô cùng rảnh rỗi, đang bay không mục đích trong vũ trụ. Cao mỗ mỗ cười nói, mày tưởng mình là phi hành gia à, lại còn bước đi trong vũ trụ với cả thiên thạch nữa chứ, ha ha ha, nói thật đi, có phải là đang hẹn hò với em nào xinh xinh đúng không? Mày không tin thì thôi tương đương lời tao nói toàn là thật cả. Gần đây mày làm gì thế? Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng đợi một ngày nào đó thần công của tao đại thành thì nhất định sẽ đưa thằng danh mày lên vũ trụ xoay vài vòng, dọa chết mày luôn cho coi. Tao đang chuẩn bị tiếp tục đi hưởng tuần trang mật với nhà y, lần này tao sẽ không để mày tiếp tục quấy giày tuần trang mật của tao với nhà y đâu, ha 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 ha, vì thế nên trong mười mấy ngày tới, dù chúng mày có việc hay không thì cũng đừng tìm tao. Cho dù trái đất có tận thế thì tao cũng sẽ trải qua cùng nha y, Cao Mỗ Mỗ nói với vẻ vô cùng đắc ý. Trong lúc nói chuyện thì Cao Mỗ Mỗ thấy biểu tượng của phần mềm chat nằm ở góc bên phải phía dưới của màn hình nhấp nháy. Hình như đấy là avatar của một em gái mới kết bạn hôm qua, hình như tên là Ngư Kiều Kiều thì phải. Tống Thư Hàng nhắn lại, cái tên hay khoe mẽ gợi đòn như mày, rồi sẽ có một ngày tao chói mày lại rồi cho lửa thiêu ha 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 tao cứ thích nhìn cái dáng vẻ ghen tị vì tao vừa đẹp trai lại vừa có bạn gái của chúng mày đấy cao mỗ mỗ đắc ý người đẹp trai chính là có sức hấp dẫn nếu không thì sao hôm qua lại có một cô em là ethnic chat của tao chứ hâm mộ không tống thư hàng cao mỗ mỗ đáng tiếc quá anh đây là người đàn ông đã có bạn gái rồi ai có muốn anh đây nhìn giúp các chú xem cô em này có xinh hay không hơn nếu như sinh thì anh đây sẽ giới thiệu cho các chú thấy thế nào nick chat của em này cũng hay lắm đấy, ngư kiều kiều, vừa nghe đã biết là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu rồi. Động lòng không? Trên vũ trụ xa xôi. Tống thư hàng tiểu hữu nhìn thấy tin nhắn này của bạn thân cao mỗ mỗ liền lập tức phun ra, phụt. Ngư kiều kiều. Có cần trùng hợp thế không? Không phải là trùng tên chứ. Dù gì thì cái tên, kiều kiều, có cảm giác như một em gái dịu dàng mềm mại, thế nên có rất nhiều cô gái thích dùng cái tên này để đặt làm nick chăng. Hơn nữa, hình như Cao Mỗ Mỗ cũng không viết tiểu thuyết đúng không? Chương 539, xem tình hình này thì có vẻ là một trận hiểu lầm tuyệt vời. Cao Mỗ Mỗ cái thằng ăn nói dở hơi, tao đương nhiên biết tác giả tiểu thuyết mạng rồi, tao đây không phải là người ngoài hành tinh, tao cũng thường xuyên xem tiểu thuyết mạng đấy, tao còn có tới tận mấy tài khoản để đọc truyện, chuyên môn dùng để bỏ phiếu, mua chương cho tác giả mà mình yêu thích. Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng rồi lại hỏi, "Vậy Mỗ Mỗ mày có hứng viết tiểu thuyết mạng không? Lúc nhìn thấy tin nhắn này, tim cao mỗ mỗ đập, bùm bụp một cái, cả người hắn cứng đờ. Lúc trước cũng từng nói, sở thích của cao mỗ mỗ là viết tiểu thuyết mạng nhưng hắn sẽ không gửi chuyện mình viết cho người quen đọc. Đối với cao mỗ mỗ, tiểu thuyết mà hắn viết cũng giống như nhật ký của hắn, nếu như để người quen nhìn thấy thì sẽ rất ngại đấy. Đặc biệt là khi bút danh của cao mỗ mỗ rất hoang tưởng. Trước kia hắn còn viết rất nhiều tiểu thuyết có phong cách hoang tưởng nghiêm trọng, nếu như để người quen đọc được thì đó chẳng khác nào lịch sử đen tối cả. Tống Thư Hàng hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ nó biết mình trộm viết tiểu thuyết ư? Trong lòng cao mỗ mỗ tràn đầy hoài nghi. Không thể nào, mình vẫn luôn che giấu rất tốt mà. Đặc biệt là lúc lén viết tiểu thuyết, mình đều chú ý trốn lên trên giường của mình, tránh khỏi ánh mắt của bạn cùng phòng, không thể nào bị phát hiện được. Sau khi suy nghĩ, Cao Mỗ Mỗ trả lời, không có hứng thú, tại sao mày lại hỏi như thế? Chẳng lẽ thư hàng mày muốn viết tiểu thuyết à? Không phải không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ ra mà thôi." Tống thư hàng nhanh chóng trả lời lại. Cao Mỗ Mỗ không có hứng thú với chuyện viết tiểu thuyết, vậy thì, Ngư Kiều Kiều, mà hắn thêm bạn bè chắc không phải là mỹ ngư nhân Kiều Kiều cô nương đâu nhỉ? Có lẽ, chỉ là một cô gái trùng hợp có nick cũng là Ngư Kiều Kiều mà thôi. Tống Thư Hàng hơi yên tâm hơn bởi vì thử nghĩ xem, Ngư Kiều Kiều đột nhiên bắt một tác giả đến để viết chuyện, giam hắn trong một căn phòng đen, một ngày bắt hắn viết hai người nhìn chữ, nếu như không viết được thì không cho ăn cơm. Nếu như tác giả này mà là cao mỗ mỗ, Tống Thư Hàng làm sao có thể đối mặt với người bạn thân này của mình chứ? Đặc biệt là khi Ngư Kiều Kiều còn dự định bắt tác giả đó viết kịch bản để quay một bộ phim điện ảnh. Đến lúc đó, với tư cách là người đầu tư kiêm một diễn viên trong phim, Tống Thư Hàng phải đối diện với vị tác giả đó như thế nào đây? Tóm lại là, không phải là cao mỗ mỗ là tốt rồi. Thư Hàng mày luôn hỏi mấy câu kỳ lạ, chắc không phải đọc nhiều sách quá rồi nên biến thành mọt sách đấy chứ. Cao mỗ mỗ trêu gẹo, thôi tao không tán phét với mày nữa, để tao đi trêu gẹo cái em, ngư kiều kiều, cô nương này xem sao, tranh thủ bảo cô ấy gửi một tấm ảnh thật xinh đẹp tới. Nếu như cô ấy đẹp thì tao sẽ cho mày nick chat của cô ấy, cho chúng mày một cơ hội để tán gái. Nói xong, không đợi Tống Thư Hàng trả lời, Cao Mỗ Mỗ đã nhanh chóng chuyển đến cửa sổ chat với Ngư Kiều Kiều. Cái vị Ngư Kiều Kiều cô nương này, 3 phút trước gửi một tin nhắn cho hắn, xin hỏi anh có phải là tác giả nãi kỵ của bộ XXXXX không? Nghiêm xấu hổ. Cao Mỗ Mỗ, đúng thế, chính là tôi. Nãi kỵ, tôi vẫn luôn theo dõi chuyện của anh, thật sự rất thú vị, bút danh của anh cũng rất hay, Ngư Kiều Kiều nói. Cao mỗ mỗ, mỉm cười lớn kiều kiều, Tên nick của cô cũng rất hay. Nãi Kỵ, anh là người ở khu Giang Nam, hoa hạ à." Ngư Kiều Kiều lại hỏi. "Cao Mỗ Mỗ a, à, đúng thế, trên tài liệu cá nhân của tôi đều viết cả đấy." "Kiều Kiều cô nương ở đâu?" "Ngư Kiều Kiều, tôi ở gần biển Đông, hi hi." "Gần biển Đông sao, nói ra cũng thật trùng hợp, cách đây không lâu tôi vừa mới đi du lịch ở biển Đông về." "Cao Mỗ Mỗ gõ bàn phím một cách thuần thục. Chỉ mới mấy câu ngắn ngủi mà Cao Mỗ Mỗ đã bắt đầu kéo gần quan hệ với Ngư Kiều Kiều. Đương nhiên, Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn không có ý định phát triển một chuyện tình qua mạng. Dù gì thì hắn cũng là một người đàn ông đã có bạn gái trong đời, thường hắn cũng không đi trêu chọc con gái nhà người ta, tình cảm hắn dành cho Nha Y rất kiên định. Điểm này từ lúc ở trên hòn đảo thần bí có thể nhìn ra, để cứu bạn gái của mình, hắn phấn đấu quên mình, cuối cùng hắn bị con chim ưng lớn bắt đi. Tuy rằng Hiện tại Cao Mỗ Mỗ đã bị mất đi đoạn ký ức đó nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Ở ngoài đời không thể đi trêu gái, cho nên Cao Mỗ Mỗ chỉ có thể trêu gái ở trên mạng. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không dùng tài khoản cá nhân của mình để trêu gái mà chỉ dùng cái tài khoản tác giả kia của mình thôi. Có cái gọi là quen tay hay việc. Skill trêu gái trên mạng bất chi bất giác luyện đến trình độ rất cao. Sau khi nói chuyện với Ngư Kiều Kiều một lát, dưới sự phối hợp của Cao Mỗ Mỗ Hai người nhanh chóng chuyện trò vui vẻ. Cuối cùng, Cao Mỗ mỗ thuận theo tự nhiên, đưa ra yêu cầu, gửi một bức ảnh thật xinh đẹp cho tôi xem một chút với Ngư Kiều Kiều. Không thành vấn đề, anh đợi tôi một lát, tôi đi tìm ảnh. Ngư Kiều Kiều trả lời rất sảng khoái. Một bức ảnh đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp nhanh chóng được Ngư Kiều Kiều gửi đi. Địa điểm chụp ảnh là một ao nhỏ bên đình viện xinh đẹp, ánh nắng sáng lạn, có một cô gái tóc đen cuộn sóng ngồi nghiêng bên hồ dung mạo của cô tinh xảo như tinh linh, có nét đẹp của con lai. Con người màu xanh nhạt, da rẻ trắng như ngọc, nửa người dưới mặc váy dài, gấu váy chìm trong nước hồ. Tay của đại mỹ nhân ấy đang nâng một vật nhỏ, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ trên tay cô ấy là vật gì. Tấm ảnh này thực sự là ảnh chụp của Ngư Kiều Kiều. Chỉ có điều, đại mỹ nhân trên bức ảnh là mẹ của Ngư Kiều Kiều. Mẹ của cô ấy là nhân ngư hóa hình ngũ phẩm, vô cùng xinh đẹp. Còn về Ngư Kiều Kiều vật thể căn bản không thể nhìn rõ mà mẹ cô ấy đang cầm, chính là cô ấy. Lúc Cao Mỗ Mỗ nhìn thấy bức ảnh này thì ngơ luôn rồi. Cô gái này quả thật đẹp quá trời luôn. Ảnh nghệ thuật à, hay là ảnh đã được photoshop? Cao Mỗ Mỗ nhanh chóng phục chế lại bức ảnh rồi gửi cho bạn thân của mình là Lý Dương Đức. Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức, có online không? Xem giúp tao xem em gái trên bức ảnh này có phải đã photoshop hay không. Chờ chút. Lý Dương Đức trả lời. Chỉ trong vòng hơn 10 giây, Lý Dương Đức đã nhanh chóng nhắn lại, không có dấu hiệu Photoshop, có điều vốn bức ảnh này đã đẹp đến mức quá đáng rồi. Hoặc là kỹ thuật Photoshop của bức ảnh này quá cao, đến tao cũng không nhìn ra được, hoặc là cô gái trong bức ảnh này vốn đã rất đẹp, cộng thêm kỹ thuật chụp ảnh cấp bậc truyền kỳ của phó nháy nên mới đạt được hiệu quả hoàn mỹ đến thế. Cao mỗ mỗ cười ha ha, nói cũng có nghĩa là, rất có khả năng là thật rồi cô ấy còn đẹp hơn cả minh tinh nữa tao lại đi gửi cho thổ ba và thư hàng một tấm đây là một cô em mà tao mới thêm bạn bè trên mạng đấy có muốn tao giới thiệu cho chúng mày quen không không cần tao có máy tính là đủ rồi lý dương đức trả lời một cách dứt khoát cao mỗ mỗ sau đó hắn gửi cho tống thư hàng và thổ ba một tấm ảnh thư hàng đây chính là bức ảnh của em ngư kiều kiều mình vừa quen thế nào đẹp lắm đúng không có động lòng không sau khi Tống Thư Hàng nhận được ảnh chụp, xem một lượt liền hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là ngư kiều kiều nửa người nửa cá, xem tình hình này thì đúng là một trận hiểu lầm mỹ lệ. Lúc này, Cao Mỗ Mỗ cười hỏi, có muốn anh đây giới thiệu cô ấy cho chú mày quen không? chương 540, Bích Thủy Các Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Cao Mỗ Mỗ, Tống Thư Hàng lại mở đến tài khoản của Ngư Kiều Kiều, hắn muốn xác nhận với Ngư Kiều Kiều một chút, tác giả mà cô ấy muốn bắt trông như thế nào, Sống ở đâu, là nam hay nữ? Tuy rằng Cao Mỗ Mỗ nói mình không phải là tác giả, lại còn gửi một bức ảnh của cô bạn trên mạng, Ngư Kiều Kiều xinh đẹp cho hắn. Nhưng xuất phát từ tính cách cẩn thận, Tống Thư Hàng vẫn muốn xác nhận lại với Ngư Kiều Kiều để ngừa vạn nhất. Chỉ là, vào lúc Tống Thư Hàng muốn kéo vào nick của Ngư Kiều Kiều thì đột nhiên phía trên cùng giao diện, phần mềm chat trên điện thoại của hắn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là không có mạng. Xin bạn vui lòng kiểm tra lại kết nối mạng." Đính kèm mim mặt cười. "Cái gì, mất mạng rồi á?" À? Tống Thư Hàng quay về giao diện chính của điện thoại liền nhìn thấy điện thoại của mình không có tín hiệu nữa rồi. Vốn điện thoại ở trong vũ trụ mà vẫn còn tín hiệu là một việc rất phi khoa học. Nhưng chiếc điện thoại này là phiên bản đã được bạch tiền bối cải tiến. Cho dù đột nhiên nó biến thành một thanh kiếm quang của Jedi, Star Wars thì Tống Thư Hàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Không có tín hiệu rồi, có vẻ như là cách trái đất xa quá, đến cả điện thoại được bạch tiền bối cải tiến cũng không bắt được tín hiệu nữa rồi." Tống Thư Hàng nói. Hắn đành phải cất điện thoại đi, chỉ đành đợi đến ngày nào đó, hắn bay về vị trí trái đất rồi lại xác nhận lại vấn đề này với Ngư Kiều Kiều vậy. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Tống Thư Hàng tiếp tục trôi nổi trong vũ trụ. Trong khoang không gian bên cạnh hắn, Sở Sở đang ôm lấy Lý Âm Trúc cả người Lý Âm Trúc đang run nhẹ. Hàn khí trên người Lý Âm Trúc ngày càng nghiêm trọng, gần phát tác lần nữa rồi. Loại hàn khí này, đến tu sĩ ngũ phẩm như lão tổ sở ra cũng bị nó làm bị thương, càng đừng nói đến chân sư nhị phẩm như sở sở. Còn chịu đựng được nữa không? Tống Thư Hàng sử dụng truyền âm nhập mật để hỏi. Sở sở gật đầu nhưng lại không trả lời. Hiện chân khí trong cả người cô đều đang dùng để chống đỡ với hàn khí mà Lý Âm Trúc truyền sang, căn bản không cách nào phân tâm sử dụng truyền âm nhập mật để nói chuyện với Tống Thư Hàng được. Tống Thư Hàng thở dài, xem tình trạng này thì vẫn nên tìm nơi nào đó để nghỉ chân trước đã. Đúng lúc hắn đang nghĩ như thế thì liền nhìn thấy cách đó vài nghìn mét, trên một thiên thạch có một tòa nhà giống như cung điện. Trên tòa nhà đó còn có trận pháp bảo vệ, chỉ có tu sĩ mới có thể nhìn thấy nó mà thôi. Sau khi suy nghĩ, Tống Thư Hàng quyết đoán kích hoạt trận phá trên quần áo du hành, đẩy cơ thể của mình tránh khỏi tòa cung điện đó. Trên thiên thạch vũ trụ có một tòa cung điện quái dị như thế, nhìn thấy nó liền có cảm giác như, xin hãy đến đây, vậy. Ở trong vũ trụ, trong hoàn cảnh không biết là địch hay là bạn thì hắn tuyệt đối sẽ không mạo muội sông lên. Cho nên, vẫn nên tránh ra xa, quan sát tình huống đã rồi tính sau. Đúng lúc Tống Thư Hàng đang nghĩ như thế thì cửa lớn của tòa nhà giống như cung điện kia đột nhiên mở ra có kim đồng ngọc nữ môi hồng răng trắng bước từ bên trong ra, bọn họ đứng bên cạnh cửa lớn, liếc một cái liền nhìn thấy Tống Thư Hàng. Kim đồng ngọc nữ rất lịch sự vái một cái từ xa về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng suy nghĩ rồi cách một lớp áo du hành dày cộp, hoàn lễ lại cho kim đồng ngọc nữ. Kim đồng ngọc nữ đồng thời nở nụ cười vui vẻ, cách một khoảng xa như thế nhưng gương mặt khi cười của bọn họ vẫn rất rõ ràng. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy cơ thể của mình như bị một lực hút lớn hút vào, bay thẳng về phía toàn cung điện kia. Hắn căn bản không thể dừng lại được. Tiêu rồi, chỉ hành lễ một cái liền chúng chiêu sao. Chẳng lẽ giống như tử kim hồ lô kia, chỉ cần gọi con khỉ kia, ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám thưa không? Nếu như thưa thì sẽ bị hút vào bên trong. Chẳng lẽ mình hoàn lễ là động đến cơ quan, chỉ cần hoàn lễ là sẽ khởi động chức năng hút của cung điện hút mình qua bên đó sao? Bất luận thế nào, nếu như đã bị hút qua rồi thì cứ qua đó xem xem, làm tốt công tác phòng bị cái đã. Đối phương có thủ đoạn như thế, một tu sĩ nhị phẩm như Tống Thư Hàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu đã chạy không thoát, thì phải đối mặt vậy. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng lại đột nhiên phát hiện mi mắt của mình bắt đầu nặng chiếu. Thứ tư, ngày 31 tháng 7, đạo hiệu của hôm nay là Mộc Đạo Nhân. Vì đang ở trong vũ trụ nên không biết thời tiết của trái đất. Hôm qua, sau khi Tống thư hàng hoàn lễ từ xa với Kim Đồng Ngọc nữ thì liền bị cánh cửa của cung điện hút vào trong. Lúc đó, hắn đã chuẩn bị phòng ngự xong để tùy cơ ứng biến. Nhưng đột nhiên cảm giác buồn ngủ dâng lên, hắn liền bị hôn mê. Chỉ chớp mắt đã sang ngày hôm sau rồi. Ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 31. Khi Tống thư hàng mở mắt ra, hắn liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc cầu vòng vô cùng to lớn. Ở mỗi đầu của cầu vòng lại có hai cột đèn, bên trong có ánh sáng trắng chiếu sáng cả cây cầu, hiện giờ hắn đang ở chính giữa cây cầu. Đây là nơi nào, Tống Thư Hàng nhìn quanh bốn phía, cây cầu vòng này to như cây cầu lớn bắc qua biển ở hiện đại vậy, chỉ có thể nhìn thấy thoang thoáng cột đèn ở đầu cầu mà thôi. Hắn lại nhìn xuống người mình, trên người hắn vẫn mặc quần áo du hành dày cộm. Trong khoang không gian bên cạnh, sở sở và lý âm trúc vẫn đang trong trạng thái ngủ say tất cả vật phẩm trên người đều còn cả không hề mất mát tí nào tống thư hàng lấy điện thoại ra xem giờ vậy mà đã một ngày trôi qua rồi hơn nữa ở đây không có tín hiệu không thể liên lạc được với bên ngoài hắn lại quay đầu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của đôi kim đồng ngọc nữ hôm qua nhìn nơi này có vẻ như không phải ở trong vũ trụ tống thư hàng nghĩ bụng Phía dưới cây cầu là biển mây minh mông vô bờ, sâu không lường được. Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, mây lành răng kín, nhưng lại lộ ra chút tối tăm. Sau khi hắn thử bỏ mũ du hành ra thì lại phát hiện xung quanh tràn ngập không khí, hơn nữa không khí còn trong lành hơn ở trái đất, khi hắn hít vào một hơi thì liền cảm thấy có một loại linh lực tinh khiết bị hút vào trong cơ thể hắn cùng với không khí, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái linh lực có độ tinh thuần cao như thế, chẳng lẽ cánh cửa của cung điện hôm qua là lối vào của một động thiên ư? Có ai không? Có ai ở đây không? Tống Thư Hàng lên tiếng gọi. Nhưng bốn phía xung quanh không có bất cứ phản ứng nào cả. Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát bèn vác khoang không gian lên, đi về phía đầu cầu. Bởi vì hắn đang ở chính giữa cây cầu nên hắn liền chọn bừa một hướng. Ước chừng đi được 5.000 mét, Tống Thư Hàng cuối cùng cũng đến được đầu cầu. Xuất hiện trước mặt hắn là một lầu các có phong cách cổ đại hoa hạ với kết cấu hai tầng. Tòa lầu các này ngăn ở con đường phải đi qua ở đầu cầu, giống như một cửa thành ngăn cản đường đi của Tống Thư Hàng. Trên lầu các treo một tấm biển, bên trên đề ba chữ: Bích Thủy Các. Bích Thủy Các, nghe có vẻ giống tên gọi của một môn phái nhỉ. Tống Thư Hàng đi tới trước cửa của lầu các, vươn tay lên gõ cửa. Kẹt, cánh cửa to lớn mở ra đôi kim đồng ngọc nữ hôm qua lại xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng. Ngọc nữ chớp chớp mắt, tu sĩ đường xa tới đây, hoàn nghênh người ghé thăm. Kim đồng cười hì hì, ta biết đạo hữu có duyên với chúng ta mà. Người nhất định sẽ chọn phương hướng đi vào, bích thủy các. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 540.